chương 176, biệt thự Green Garden. Chẳng lẽ trên đời này không có người nào khác đạt đến cảnh giới nhập thần sao? Bà độc không nhịn được hỏi, nhưng lời vừa nói ra, bà ta đã hiểu câu hỏi của mình được cười đến mức nào, cho dù trên đời này thực sự có thần y đạt đến cảnh giới nhập thần thì dù bà có dâng lên hết tất cả tài sản và thế lực của dân tộc mèo cũng không trả nổi phí chữa trị. Đường Tuấn tiếp tục lắc đầu, nếu thực sự có người có y thuật cảnh giới nhập thần thì anh cũng muốn mở mang kiến thức một thử xem, được rồi, có lẽ là do tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa nên con gái tôi mới không thể thoát khỏi tai họa này. Bà độc đau khổ nói. Đường Tuấn sờ cầm nói, độc trong người cô ấy rất bá đạo nhưng cũng không phải là không thể giải được. Với năng lực dân tộc mèo thì chẳng lẽ bà không tìm được loại thuốc có thể trấn áp độc tố trong cơ thể cô ấy sao? Mẹ độc nói, thật ra có loại thuốc có thể trấn áp độc tố trong cơ thể con bé nhưng mà những loại thuốc đó lại quá hiếm, ngay cả bà già là tôi cũng không biết loại thuốc đó có tồn tại hay không. Ồ, vẻ mặt Đường Tuấn hiện lên sự hứng thú. Bà độc cố gắng để cho tâm trạng của mình thoải mái hơn một chút rồi nói, "Cậu đã từng nghe nói về cỏ băng phách bao giờ chưa?" Cỏ băng phách, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, nói, "Chẳng lẽ là loại thuốc thần sinh sống ở nơi cực kỳ lạnh lẽo có thể tránh tà khử độc sao?" Đúng vậy, bà độc nói mặc dù cỏ băng phách không thể loại bỏ hết chất độc trong cơ thể tiểu nam nhưng nó có tác dụng vô cùng kỳ diệu nó có thể tạm thời ngăn chặn độc tố và kéo dài tuổi thọ cho tiểu nam chỉ là loại cỏ băng phách này tôi chỉ từng nhìn thấy trong sách y học cổ điển và nghe thấy trong miệng của ông nội cậu mà thôi tôi cũng không biết nó có thực sự tồn tại hay không nữa đường tuấn cũng đã từng nghe nói về cỏ băng phách biết rằng nó là một loại thuốc thần quý chỉ từng nghe nói qua thôi chứ chưa từng được nhìn thấy qua bao giờ chỉ với tác dụng tránh tà khử độc thôi là nó đã có thể thu hút vô số người tranh giành cướp giật. Mà cho dù nó có thật đi nữa thì bà độc muốn lấy nó cũng không dễ dàng gì, so ra thì mời một cao thủ cảnh giới nhập thần còn dễ dàng hơn. Vậy kế hoạch tiếp theo của bà là gì? Bọn người Phó Văn Sơn có thể tìm đến đây thì khó có thể đảm bảo rằng những người khác sẽ không tìm đến. Đường Tuấn đột nhiên nói. Trên mặt bà độc lộ ra vẻ buồn phiền nói, lần này tôi tự ý dẫn tiểu nam trốn khỏi dân tộc mèo, đã trở mặt với mấy lão già trong tộc. Nếu bây giờ tôi quay về thì chắc chắn những lão già đó sẽ không tha cho tôi và Tiểu Nam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói đến đây, trong mắt bà độc hiện ra sự căm thù, nói: "Nếu không phải ngày trước mấy lão già đó thấy chết mà không cứu thì làm sao Tiểu Nam có thể trở thành như vậy?" Trong hoàn cảnh bây giờ, tôi và Tiểu Nam không có cách nào khác ngoài việc rời khỏi đây, chỉ là thương Tiểu Nam đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa mà vẫn phải chạy trốn khắp nơi với bà già tôi. Bà nội, hoa tiểu nam nắm lấy tay của bà độc, hai mắt đỏ hoe. Đường Tuấn nhìn hai bà cháu thở dài một hơi, ném cho bà độc một chiếc chìa khóa và nói, tình trạng bệnh của tiểu nam phải nghỉ ngơi, nếu tiếp tục đưa cô ấy đi chạy trốn thì e rằng sẽ không sống được đến nửa năm. Đây là chìa khóa của biệt thự Green Garden, hai người có thể tạm thời ở đó, đừng lo. Bình thường sẽ không có ai đến đó nên nó rất an toàn rồi. Tôi sẽ định kỳ gọi người giao đồ ăn đến đó cho hai người biệt thự Green Garden, bà độc khẽ cao mày, hơi khó hiểu. Đường Tuấn không giấu giếm, nói là Trần Bá Phước tặng cho tôi. Ông ta nhờ tôi giúp ông ta thi cuộc thi đấu quyền thuật. chương 177 không hiểu sao có thể tin lời của bọn họ. Bà độc suy nghĩ hồi lâu mới trầm giọng nói, vì cậu đã cứu bà già này mấy lần rồi nên tôi cho cậu một lời khuyên. Đừng có lại gần tên Trần Bá Phước kia quá, ông ta không phải là người tốt đâu. Trong lòng đường Tuấn hơi thắc mắc, Tiện đó nói ra nghi ngờ trong lòng của mình, chẳng lẽ Trần Bá Phước chính là người đã hai lần sai khiến bà ám sát Lý Quang Huy? Bà độc lộ ra vẻ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng rồi nói, cậu quá coi thường bà độc tôi rồi đấy. Trần Bá Phước chỉ là ngẫu nhiên mới luyện ra được nội lực, làm sao xứng để sai khiến tôi? Vậy ý bà là gì?" Đường Tuấn hỏi. Bà độc lắc đầu nói, thực ra tôi cũng không biết là ai đã sai khiến tôi ám sát Lý Quang Huy nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện đó có liên quan đến trần bá phước dù sao thì nếu lý quang huy chết đi người có lợi nhất chính là ông ta với lại tên trần bá phước khiến cho tôi có một cảm giác rất lạ sở dĩ tôi đồng ý giết lý quang huy là vì bọn họ hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho tiểu nam bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật quá ngu ngốc không hiểu sao có thể tin lời của bọn họ ngay cả Đường Tuấn cũng không biết làm cách nào để chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam thì bà độc hoàn toàn không tin họ có cỏ băng phách hay có cao thủ y thuật cảnh giới nhập thần để chữa bệnh. Nếu họ có một trong hai thứ này thì làm sao còn phải dùng đến loại thủ đoạn hèn mọn này để ám sát Lý Quang Huy. Ra là vậy, thế thì trước hết bà cứ sống ở biệt thự Green Garden đi, hôm nào đo tôi sẽ đến thăm. Đường Tuấn nói, đồng thời đặt chùm chìa khóa của ngôi biệt thự giá cao ngất trời trên bàn. Bà độc không từ chối nữa, bà cũng biết những gì Đường Tuấn nói rất đúng. Nếu cứ để Hoa Tiểu Nam chạy tới chạy lui như thế này thì e rằng con bé sẽ không thể chống cự được đến nửa năm. Đường Tuấn không ở lại trong khu ổ chuột này nữa, sau khi giao chìa khóa biệt thự Green Garden cho bà Độc thì rời đi luôn. Vốn dĩ anh ta muốn hỏi bà Độc xem ở trên cảnh giới chân khí thì có cảnh giới nào nữa hay không và liệu nó có liên quan gì đến cảnh giới nhập thần của y thuật không. Nhưng mà xem ra ngay cả bà Độc cũng không biết bí mật này, Vậy nên cuối cùng anh chỉ có thể tạm thời kìm nén sự nghi ngờ trong lòng. Sau khi Đường Tuấn rời đi, bà Độc yêu cầu con rắn đen ra bên ngoài canh gác, bà ở trong nhà cùng với Hoa Tiểu Nam. Lúc này, Hoa Tiểu Nam đang chăm chú nhìn chùm chìa khóa đang nằm trên bàn của biệt thự Green Garden. Ha ha, Tiểu Nam thích thằng nhóc đó rồi hả? Bà Độc thấy vậy không nhịn được cười. Phụ nữ của dân tộc mèo rất dễ rơi vào bể tình, huống chi là tờ giấy trắng ngây thơ như Hoa Tiểu Nam mà Đường Tuấn cũng tài giỏi đến như vậy, tuổi còn trẻ đã là một tông sư võ thuật, tiềm lực vô hạn, chỉ đáng tiếc là hai người cũng không phải là một cặp đôi phù hợp. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam hơi đỏ lên, Phụng Phiệu nói, bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Cháu chỉ cảm thấy anh ta buồn cười thôi. Bài độc dùng ngón tay chọc chọc chán của Hoa Tiểu Nam, nói cũng chỉ có cháu dám nói một tông sư cảnh giới chân khí như vậy thôi. Hoa Tiểu Nam le lưỡi, bỗng nhiên hỏi, bà nội, anh ta giỏi như vậy sao? Bà độc gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói trong số những người trẻ tuổi mà bà từng gặp thì cậu ta có thể xếp trong top 5 người. Trong top 5, chỉ là trong top 5 thôi sao? Hoa tiểu nam không khỏi hơi thất vọng, vẻ mặt như là một cô gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ nhưng lại không nhận được sự đồng ý. Cái con bé này, người trẻ tuổi mà bà đã gặp không biết bao nhiêu người. Trong đó có rất nhiều người là những người có thiên phú bẩm sinh trong các gia đình võ thuật hàng đầu. Đường Tuấn đã lọt vào top 5 là đã đủ để tự hào rồi. Bà Độc không để bụng. Đột nhiên Hoa Tiểu Nam ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm bà Độc, nói: "Bà nội, vậy so với anh ta thì sao?" Cô gái hỏi ai cũng không nói rõ là ai nhưng mà bà Độc vẫn biết, anh ta trong miệng Hoa Tiểu Nam là ai. Khuôn mặt bà hơi thay đổi, trước ánh mắt mong đợi của cô gái bà lắc đầu và nói: "Không so được. Tuy rằng Đường Tuấn rất giỏi nhưng không có ai chống lưng cho cậu ta cả." mà thằng nhóc kia nếu bà không đoán nhầm thì sau khi chúng ta rời khỏi dân tộc mèo cậu ta sẽ nhanh chóng được mấy lão già đó nâng đỡ thay thế vào vị trí của cháu sau lưng cậu ta có hậu thuẫn và toàn bộ tài nguyên của toàn bộ chín mạch dân tộc mèo dù là đặt trong những gia đình võ thuật hàng đầu cũng không thua kém ai vẻ mặt của hoa tiểu nam trở nên ảm đạm khẽ siết chặt nắm đấm bà độc khẽ thở dài nhìn về phía nam đó chỉ là nói đến chỗ dân tộc mèo mà thôi bà cũng không nói với hoa tiểu nam là đường tuấn có gánh trên vai mối hận của gia đình anh ta có thể tiếp tục lớn mạnh hay không vẫn còn là vấn đề chưa có lời giải chắc chắn có lẽ anh ấy thực sự có thể đạt tới cảnh giới nhập thần và có thể đưa nhà họ đường lên vị trí lớn mạnh hơn bao giờ hết hoa tiểu nam lẩm bẩm bà độc không nói nhiều chỉ vỗ vai cháu gái nếu như cảnh giới nhập thần dễ dàng như vậy thì tuệ tĩnh và lê hữu trác đã không phải là hai người duy nhất từ xưa đến nay đạt tới cảnh giới đó về khôi phục lại vinh quang cho họ Đường, về tai họa của họ Đường, bà Độc đã mơ hồ đoán được điều gì đó, tuy rằng Đường Tuấn rất mạnh nhưng dưới loại tình thế hiện nay, e rằng cũng chỉ là kiến càng gặm cây mà thôi. Chương 178, có chuyện gì mà vui thế? Xử lý xong chuyện của bà Độc thì đã gần buổi trưa. Đường Tuấn định ăn xong bữa cơm rồi đến thư viện trường để xin nghỉ việc. Bây giờ biệt thự Green Garden đã đưa cho bà Độc và Hoa Tiểu Nam rồi nên đương nhiên là anh không nên ở đó nữa. Bây giờ phải mua một căn nhà để ở tạm. Đầu tiên anh gọi điện cho Ngô Nam Bình và yêu cầu anh ta gửi một số đồ dùng hàng ngày đến biệt thự Green Garden, anh ta cũng sẽ là người chịu trách nhiệm về đồ ăn và thức uống cho bà Độc và Hoa Tiểu Nam. Đến bây giờ Ngô Nam Bình vẫn cho rằng mình vẫn còn bị trúng độc của Đường Tuấn, mạng sống nằm trong tay anh nên làm sao mà dám từ chối, đồng ý ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại của Ngô Nam Bình, điện thoại di động của Đường Tuấn lại vang lên. Anh Đường bây giờ anh có rảnh không? Vừa bắt máy, giọng nói khỏe khoắn của Ninh Đình Trung đã chuyển đến khiến màng nhĩ của Đường Tuấn hơi đau. Đường Tuấn nói, vừa mới làm xong một vài chuyện, làm sao vậy? Ninh Đình Trung nói, chẳng phải hôm qua tôi nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh sao? Nếu bây giờ anh đang rảnh thì chọn ngày không bằng đúng ngày, ngày hôm nay đi luôn đi. Bây giờ anh đang ở đâu, tôi đến đón anh. Vốn dĩ đường Tuấn muốn tự gọi taxi về, nhưng nhìn đường phố vắng vẻ xung quanh khu ổ chuột này thì bắt taxi sợ là rất khó, vậy anh báo luôn vị trí bây giờ của mình cho Ninh Đình Trung. Tâm trạng của Ninh Đình Trung có vẻ rất tốt, bảo Đường Tuấn ở đó đợi anh ta một lát, anh ta sẽ đến ngay. 30 phút sau, một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước mặt Đường Tuấn, người đàn ông mập mạp ở trong xe vẫy tay với Đường Tuấn. Đường Tuấn ngồi vào ghế lái phụ trong xe, Ninh Đại mập lập tức lái xe đi về hướng thành phố. Lúc này trên khuôn mặt mập mạp của Ninh Đại Mập tràn đầy nụ cười, mà càng cười thì càng thấy anh ngốc ngốc, đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ, khi cười lên thì gần như là không nhìn thấy mắt đôi mắt ở đâu, thế cho nên khiến người ta có loại cảm giác ông chú kỳ quái. Có chuyện gì mà vui thế? Đường Tuấn không nhịn được hỏi. Ninh Đại Mập cười ngớ ngẩn nói, tí nữa anh sẽ biết. Hôm nay tôi sẽ mời anh ăn ở Mãn Giang Lâu. Mãn Giang Lâu? Đường Tuấn nhướng mày. Ninh Đại Mập gật đầu thuận tiện trở thành hướng dẫn viên du lịch lâm thời. Anh ta giới thiệu, tuy rằng mãn giang lâu này không phải là khách sạn 5 sao nhưng chất lượng lại không thua kém gì năm sao cả. Nghe nói đầu bếp của bọn họ đều là đầu bếp có tay nghề cao như là mấy đầu bếp của các nhà hàng Michelin nổi tiếng. Có một số người còn có cha chú là đầu bếp hoàng gia, mãn giang lâu này có thể coi như là nơi ăn uống đắt ở cái thành phố Vinh này. Đặt bàn thôi là đã đưa trước 350 triệu, dù là người giàu như tôi cũng rất ít khi đến nơi này. Thời gian đường Tuấn đến thành phố này khá ngắn, anh cũng không có tìm hiểu nhiều về những nơi ăn uống. Nghe Ninh Đại Mập nói nói, anh cảm thấy rất có hứng thú và hỏi, ồ, mãn giang lâu này lớn như vậy chẳng lẽ là được ba ông lớn mở ra sao? Ninh Đại Mập vừa điều khiển xe vui vẻ nhịp nhịp trên vô lăng, nói chuyện này anh không biết đâu. Mãn giang lâu này không phải sản nghiệp của ba ông lớn mà là sản nghiệp của nhà họ thẩm, nhà giàu nhất số một của tỉnh Khánh Hòa. Nhà họ thẩm, nhà giàu số 1 tỉnh Khánh Hòa. Đường Tuấn lẩm bẩm, "Này, dù sao thì anh cũng là cháu trai của Diệp Nam Nhật. Đừng có nói với tôi là anh không biết tỷ phú Thẩm là ai nha." Vốn dĩ Ninh Đình Chung muốn nói rằng Đường Tuấn là con riêng của Diệp Nam Nhật nhưng anh đã kịp thời sửa miệng. Đường Tuấn cười nhẹ một tiếng, không giải thích nhiều, anh đương nhiên là đã từng nghe đến nhà giàu số 1 của tỉnh Khánh Hòa này, không những là đã nghe qua mà còn rất quen thuộc. Mấy năm trước Người đứng đầu nhà họ Thẩm là Thẩm Nhất Nam bị bệnh nặng, phải nhờ đến y thuật của nhà họ Đường. Được ông nội của anh là Đường Hạo chữa khỏi bệnh, có thể nói nhà họ Thẩm nợ nhà họ Đường anh một ân huệ lớn. Khi đó Thẩm Nhất Nam còn muốn gả con gái của mình cho nhà họ Đường nữa cơ, nhưng mà lúc đó Đường Tuấn đã có hôn ước với một gia tộc lớn ở Hà Nội rồi nên ông cụ Đường đành phải từ chối. Chương 179: Tỷ phú của một tỉnh. Nói đến nhà họ Thẩm, đôi mắt nhỏ của Ninh Đại Mập không khỏi hiện lên một tia khao khát. Nói, nếu như kiếp này tôi có thể đạt được đến vị trí như thẩm nhất nam thì tôi sẽ rất mãn nguyện. Chỉ có nhân vật lớn như họ thẩm, ba gia tộc lớn mới có thể để yên mặc kệ. Tỷ phú của một tỉnh, nghe oai phong cỡ nào. Nửa tiếng sau cả hai đã đi đến mãn giang lâu, lúc này đường Tuấn mới biết những gì ninh đình chung nói không lệch một chút nào. Mãn giang lâu nằm ở rìa sông Hồng, là sông mẹ của thành phố Vinh, khác với những công trình được xây dựng bằng gạch và xi măng khác toàn bộ công trình của mãn giang lâu đều được làm bằng gỗ, mùi hương gỗ thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Mãn giang lâu có tất cả 5 tầng, nhưng nó lại cao hơn nhiều so với các tòa nhà 6 tầng. Nó nằm ở bên bờ sông, giống như các cung đài lâu điện trong một bức tranh. Sang trọng mà không mất đi vẻ cổ kính, tao nhã. Mang đến cho người ta một cảm giác khoáng đạt. Tiếp tân ở cửa đều là những cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mặc bộ sườn xám màu xanh lam nhạt làm tôn lên đường nét huyền chuyển và quyến rũ của cơ thể, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, mang đến cho người cảm giác rất văn minh, lịch sự. Trong lúc mà Thẩm Nhất Nam xây dựng lên mãn giang lâu này, ông ta đã mua hết tất cả những mảnh đất cách mãn giang lâu khoảng 50 mét để không ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của khách. Hai năm nay giá nhà đất đã bắt đầu tăng mạnh, nếu tỷ phú thẩm mà bán mảnh đất này đi thì sẽ lãi thêm một khoản lớn, loại đầu tư có tầm nhìn xa như này thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Ninh Đình Trung thoải mái nói. Đúng là đồ nhà quê, tỷ phú thẩm sẵn sàng bỏ tiền ra để xây mãn giang lâu thì sao có thể quan tâm đến số tiền ít ỏi đó. Đúng lúc này, một giọng nói đầy chế nhạo vang lên sau lưng Ninh Đình Trung. Khuôn mặt béo ục ịch của Ninh Đình Trung lộ ra vẻ tức giận, tuy rằng anh ta không phải là mấy thiếu gia ở tóc đầu nhưng cũng là một người có máu mặt. Ai ngờ bây giờ lại bị người ta khinh bỉ, chuyện như vậy làm sao mà có thể bỏ qua được. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đang nói chuyện, anh ta lại không dám nổi giận nữa, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên. Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm thanh niên bốn người có trai có gái đang đứng trước mặt mình, trong đó có hai trai hai gái. người con trai là thiếu gia nhà họ Lâm tên Lâm Anh Tài, người mà Ninh Bình Trung không ưa. thế nhưng vào lúc này tên Lâm thiếu gia đó lại đang cúi người nịnh nọt với một người đàn ông như muốn liếm giày của người đó luôn vậy. Ninh Đại Mập, không phải anh giỏi lắm sao? Sao không nói nữa? lâm anh tài nhìn ninh đình trung một cách châm chọc ninh đình trung xanh mét mặt mày nhưng lại không dám nổi giận hừ một tên họ ninh nho nhỏ lại dám đi bình xét tỷ phú thẩm đúng là không biết sống chết người thanh niên đang được lâm anh tài nịnh nọt nói nếu để tôi nghe được một lần nữa thì đừng trách họ tần tôi không nương tay nếu không phải hôm nay tâm trạng của ông đây tốt tôi phải lột một lớp da của cậu ra mới được để xem ninh xuân nam dám nói gì nói xong anh ta không thèm nhìn Ninh Đình Trung và Đường Tuấn nữa, kiêu căng đi vào Mãn Giang lâu. "Này, Ninh đại mập, tôi biết hôm nay anh đến để làm gì, nhưng mà anh chỉ là thiếu gia của nhà họ Ninh nho nhỏ, anh xứng sao?" Lâm Anh Tài đến trước Mãn Giang lâu nói nhỏ vào tai Ninh Đình Trung. Những lời này cũng rơi vào tai Đường Tuấn không sót một chữ. Mãi cho đến khi bóng dáng của bốn người Lâm Anh Tài biến mất trên hành lang Mãn Giang lâu, vẻ mặt Ninh Đình Trung mới trông khá hơn một chút nhưng vẫn còn tái nhợt và không vui vẻ như trước nữa. Đường Tuấn không hỏi nhiều, chỉ đứng yên chờ Ninh Đại Mập. Đi thôi, chúng ta vào đi đã. Ninh Đại Mập thở dài, cuối cùng nói với giọng điệu bình tĩnh. Trường 180 tên đó có lai lịch gì đặc biệt à? Đường Tuấn gật nhẹ đầu, đi theo Ninh Đình Trung vào trong. Ninh Đình Trung đã đặt trước chỗ ở mãn giang lâu, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, anh nhanh chóng đến được một chỗ ngồi bên cửa sổ tầng 3, Đường Tuấn Tinh mắt nhìn thấy Lâm Anh Tài và thanh niên họ Tần đang đi về phía tầng 4. Có vẻ vị trí của mãn giang lâu có liên quan đến gia cảnh phía sau. Ninh Đình Trung dựa vào lan can cạnh bàn, nhìn con sông Hồng đang trôi chậm chậm phía dưới, hơi hơi xa suốt tinh thần. Sau một lúc lâu, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười gượng gạo, nói. Anh Đường, có phải cậu cảm thấy tôi rất vô dụng không? Sinh ra trong nhà họ Ninh nhưng lại không có tài kinh doanh, khó lắm mới thay đổi được cái nhìn của cha, nhưng đó là nhờ dính được chút ánh hào quang của cậu. Tuy Lâm Anh Tài là một công tử bột nhưng tài ăn nói của anh ta lại rất tốt. Bây giờ thì càng hợp với Tần Nhu hơn rồi. Ha ha, nếu mà cha biết điều này, chắc là sẽ cực kỳ thất vọng về tôi nhỉ. Tần Nhu, là người vừa rồi đi cạnh Lâm Anh Tài sao? Đường Tuấn hỏi. Ninh Đình Trung gật đầu, chậm rãi thở dài rồi nói cậu không biết đâu. Tần Nhu này không phải người ở thành phố Vinh mà là người ở Hà Giang cha cô ta tên tần nhan tề là ông lớn ở hà giang địa vị của ông ta có thể so sánh với trần bá phước đấy quan trọng hơn hết là hình như nhà họ tần có liên quan gì đó đến nhà họ thẩm chỉ với điều này thôi là đã khiến nhiều người phải sợ hãi mà tần nhu cũng rất có bản lĩnh nên được người ta gọi là tiểu tần diệp nhà họ thẩm mà anh ta nhắc đến đương nhiên là nhà họ thẩm mà người giàu nhất thẩm nhất nam ở đường tuấn bỗng hiểu rõ mọi chuyện chẳng trách Ninh Đình Chung không dám nói gì sau khi nhận được những lời sỉ nhục vừa rồi. Nhưng anh vẫn khuyên, tài ăn nói của Lâm Anh Tài chỉ là của mấy kẻ nịnh bợ mà thôi. Sao anh lại so sánh mình với tên đó chứ? Chỉ cần có thời gian, Tần Nhu sẽ không thể sánh được với anh. Chỉ cần bột tuyết cơ và thuốc thông thần có mặt trên thị trường, cổ phần của nhà họ Ninh sẽ đạt đến con số cực kỳ khủng. Cho dù không đạt đến trình độ của nhà họ thẩm thì ít nhất cũng không tệ hơn nhà họ Lý, họ Tần. Chỉ đáng tiếc là hình như Ninh Đình Trung không hiểu rõ cái khó khăn trong đó, trên mặt càng thêm buồn bực, nói. Anh Đường, cậu không cần phải an ủi tôi như vậy đâu. Tôi có thể hiểu được điều này. Có lẽ cả cuộc đời này của tôi chỉ có thể làm trò cười cho người khác, trở thành tên Ninh Đại Mập của thành phố Vinh này. Trên lầu 4 của mãn giang lâu lúc này, Lâm Anh Tài ngồi cũng không dám ngồi mà chỉ cúi đầu khom lưng đứng bên cạnh Tần Nhu, hai cô gái kia thì một người bóp vai cho tần nhu một người rót trà cho tần nhu tần nhu bây giờ đã thể hiện ra phong thái của một công tử bột trông rất khoa trương hai cô gái ấy đều trông khá xinh đẹp nhưng lâm anh tài lại không dám nhìn quá nhiều thấp giọng nói tần thiếu tại sao cô không cho tôi xử lý tên ninh mập đó vậy tôi nghe nói tên mập chết tiệt đó có tí tâm tư kỳ hoặc với tiểu thư u dương đấy tần nhu nhấp một ngụm trà trong chén nhàn nhạt nói Ha ha, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Tên đó mà cũng xứng để tranh giành con gái nhà U Dương với tôi sao? Tin tôi đi, Ninh Xuân Nam sẽ ngoan ngoãn mang con trai của ông ta qua đây để tôi đánh cho một trận để đời. Không chừng tới lúc đó ông ta còn cảm ơn tôi vì đã giúp ông ta dạy con đấy chứ. Ha ha ha. Tên mập Ninh Đình chung đó không có gì đáng ngại đâu, nhưng Tần thiếu phải cẩn thận cậu trai trẻ bên cạnh anh ta. Lúc này, Lâm Anh Tài đột nhiên nói: "Ơ, ờ, Tần Nhu khẽ liếc nhìn Lâm Anh Tài một cái, nói. Cái tên ăn mặc như rách nát như ăn mày đấy sao? Tên đó có lai lịch gì đặc biệt à? Lâm Anh Tài khẽ gật đầu, kể ngắn gọn về những gì đã xảy ra ở Hồ Yến Anh trong kỳ nghỉ Sơn Trang, rồi nói. Một số người đoán rằng tên Đường Tuấn này có lẽ là con hoang của Diệp Nam Nhật. Lần trước anh ta đã đánh trọng thương Diệp Thanh Phương, Diệp Nam Nhật cũng không nói bất cứ điều gì. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 181, anh không đi xuống xem thử sao? Diệp Nam Nhật trong mắt tần nhu lộ ra một chút sợ hãi, cô ta tự cho rằng nhà họ Tần mạnh hơn nhà họ Diệp, nhưng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, sự sợ hãi này nhanh chóng bị dập tắt, cô gõ ngón tay lên mặt bàn nói. "Hừ, Diệp Nam Nhật thì sao chứ? Chỉ cần nửa tháng nữa thôi, Diệp Nam Nhật sẽ phải học hỏi theo cách hành sự của nhà họ Tần tôi thôi." lâm anh tài không nhiều lời nữa nhưng anh có chút đắc ý chỉ mấy câu nói thôi mà anh ta đã biến kẻ thù của mình thành kẻ thù của tần nhu anh ta cho rằng thủ đoạn mượn dao giết người là thủ đoạn rất cao minh hừ tao xem hai người chúng bây còn kiêu ngạo như nào nữa cho dù lão tử tao không đối phó được với chúng bây thì không lẽ tần đại thiếu cũng không xử chúng bây được sao lâm anh tài nói thầm trong lòng khi hai người đang nói chuyện đột nhiên có tiếng phanh xe phát ra từ mãn giang lâu sau đó một đoàn xe lửa dừng lại trước mãn giang lâu với bộ dạng hùng hổ. Nghe thấy âm thanh, Tần Nhu không nhịn được mà thò đầu ra nhìn vài cái, trong mắt toát lên vẻ vui mừng, nói. Con gái nhà U Dương đến rồi, chúng ta đi xuống rước họ đi, nhớ rõ phong thái phải nhã nhận đấy. Sau đó, cô ta đuổi hai cô gái kia đi và bước xuống nhà cùng với tên quèn Lâm Anh Tài. Đường Tuấn và Ninh Đình Trung cũng nhìn thấy đoàn xe lửa ở tầng dưới, Họ thấy một cô gái dáng vẻ hiên ngang bước ra từ trong chiếc Hummer màu đen. Cô gái đó tầm khoảng 23-24 tuổi, mặc chiếc quần bó, lộ ra đôi chân dài quyến rũ hoàn hảo. Dáng người nóng bỏng, khuôn mặt cũng rất nổi bật, đường nét góc cạnh sắc sảo, có chút cứng rắn hơn so với nam nhân. Thời điểm mà Đường Tuấn nhìn thấy cô gái, đồng tử khẽ co lại nhẹ ơ lên một tiếng. Anh không phải cho rằng ngoại hình của cô gái này không nổi bật mà do anh thấy hóa ra cô gái này là một cao thủ nội công tuy không nhìn ra được là đang ở cấp độ nào nhưng từ nhịp thở của cô gái đó anh cũng có thể đoán được thực lực của cô gái này sẽ không thua kém gì với Trần Bá Phước. Vào thời điểm Ninh Đình Trung nhìn thấy cô gái, hai tay anh nắm chặt lại, muốn đứng dậy mấy lần rồi nhưng khi nhìn thấy Tần Nhu và Lâm Anh Tài đi xuống từ cầu thang, anh đã phải cố ép sự xung động này lại. Lâm Anh Tài nhìn Ninh Đình Trung với ánh mắt khiêu khích, như thể đang chế giễu sự bất tài và hèn nhát của anh ta vậy. Đường Tuấn tình cờ nhìn thấy cảnh này thì thu hồi ánh mắt, không khỏi lớn tiếng hỏi. Anh đến mãn Giang lâu là vì cô ta đúng không? Ninh Đình Trung có chút xấu hổ, nhưng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, cô ấy là U Dương Hồng Phượng, là đại tiểu thư của nhà U Dương ở thành phố Hạ Long. Đường Tuấn không biết thực lực của nhà U Dương là như thế nào nhưng có lẽ cũng không thua kém gì so với nhà họ Tần. Anh không đi xuống xem thử sao? Đường Tuấn nói. Ninh Đình Trung lắc đầu nói, không cần đâu. Nương Tuấn nhìn thấy, trong lòng không nhịn được lắc đầu. Tên mập này nhìn vô tư như vậy mà không ngờ lại là kẻ si tình. Sự xuất hiện liên tiếp của U Dương Hồng Phượng và Tần Nhu đã gây ra làn sóng thảo luận lớn trong mãn giang đang yên tĩnh này. U Dương Hồng Phượng và Tần Minh Hạo, một người là con gái của ông lớn ở thành phố Hạ Long là U Dương Duệ, một người là con gái của ông lớn ở Hà Giang là Tần Nhan Tề. Sao bọn họ lại đến thành phố Vinh của chúng ta cùng một lúc như thế chứ? không lẽ họ có ý định hành động gì đó sao? Một người không biết chuyện hỏi. Chương 182, Tiểu Tần Diệp. Này, vậy là cậu không biết chuyện gì rồi. Hai người này đến thành phố Vinh của chúng ta không phải để du lịch hay gì đâu, họ đến để chuẩn bị cho cuộc thi đấu quyền thuật vào tuần sau đấy. Cuộc thi đấu quyền thuật sao? Anh đang nói về trận đấu quyền thuật ngầm à? Ừ, ngoại trừ những sự kiện lớn đó còn có thứ gì có thể khiến hai người trẻ tuổi xuất chúng nhất của nhà U Dương và nhà họ Tần phải đến cùng một lúc như vậy chứ? Hầu hết những người có thể dùng bữa ở Mãn Giang Lâu đều không phải là người bình thường, đa số những người trong bọn họ đều có một đường dây nghe ngóng tin tức. Từ những cuộc thảo luận này, Đường Tuấn đã nhanh chóng biết được ý đồ của Tần Nhu và U Dương Hồng Phượng. Cuộc thi đấu quyền thuật ngầm, thì ra là vậy, trong mắt Đường Tuấn lóe lên một tia sáng nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi vào mãn giang lâu đó. Dường như U Dương Hồng Phượng cảm nhận được điều đó, ngẩng đầu lên nhìn lại vừa hay chạm vào ánh mắt của Đường Tuấn. Chỉ sau một lúc, cô ta khẽ cau mày và thu hồi ánh mắt. Chắc là mình bị ảo giác nhỉ, chỉ là một người bình thường, làm sao có thể cho mình cảm giác nguy hiểm được chứ? U Dương Hồng Phượng lắc đầu, sau đó loại bỏ đi ý nghĩ nực cười đó ra khỏi trí óc của mình. Ánh mắt hai người chạm nhẹ rồi thu hồi lại. Đường Tuấn thấy Ninh Đình Trung đang im lặng trước mặt mình, nhưng lại đang cố gắng hết sức kiềm nén cảm xúc trong lòng, thở dài nói. Nếu thích thì đi gặp cô ấy đi, là một người đàn ông, sao lại, hèn nhát, thế cơ chứ? Ninh Đình Trung nghiến răng nói tôi, tôi không xứng với cô ấy. Đường Tuấn cũng lười đi khuyên anh ta, chỉ yên lặng ngồi uống trà. Ngắm sông uống trà luôn khiến con người ta có một cảm giác sang trọng. Thật đáng tiếc là hình ảnh này đã nhanh chóng bị phá vỡ. Tần Nhu đã đặt trước một chỗ ở tầng 4, nhưng khi cô và Lâm Anh Tài dẫn U Dương Hồng Phượng lên đến tầng 3 thì nhìn thấy Ninh Đình Trung đang tuyệt vọng và Đường Tuấn đang ung dung. Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc, vì vậy, cô ta dẫn hai người họ đến bàn của Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, nói với giọng điệu từ trên cao nhìn xuống. Tôi muốn bàn này, hai người có thể đi rồi. Vốn dĩ Ninh Đình Trung nhìn thấy nữ thần trong lòng đang đi về phía mình thì cảm thấy rất kích động. Nhưng lúc này, lại nghe được lời này của tần nhu khuôn mặt mập mạp lập tức biến thành màu gan lợn phải chịu đựng loại sỉ nhục này trước mặt người con gái mà mình ngưỡng mộ anh ta không nén được cơn tức thẳng thừng hét to lên dựa vào cái gì chứ chúng tôi đã đặt bàn này rồi dựa vào cái gì mà cô nói một câu là phải cho cô chứ dựa vào cái gì à tần nhu dường như đã nghe được chuyện cười lớn còn cố ý muốn thể hiện thực lực trước mặt u dương hồng phượng không khỏi cười dô lên nói thì là dựa vào ba từ tiểu tần diệp của tao đấy." Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Ninh Đình Trung với tư thế áp chế, nói: "Biết điều thì mau cút khỏi đây ngay, những thứ mà nhà họ Tần tao thích, một tên mập như mày cũng dám giành sao?" Cô ta đang chơi chữ trong lời nói của mình, vẻ mặt của Ninh Đình Trung hơi hơi trầm xuống. "Tiểu, tiểu thư U Dương, cô..." Ninh Đình Trung đành phải nhìn U Dương hồng phượng cầu cứu anh ta cho rằng mình đã gặp U Dương Hồng Phượng mấy lần rồi, đối phương sẽ nói đỡ vài câu để không phải khiến bản thân mình rơi vào tình huống khó xử. chương 183, không lẽ tôi nói chưa rõ sao? Thấy U Dương Hồng Phượng không nói lời nào, thân thể mập mạp của Ninh Đình Trung cũng run lên mấy cái, vất vả mới có thể lấy ra được dũng khí nhưng lúc này như bị một trận hồng thủy ập tới, một đi không trở lại, cái đầu anh cũng cúi gầm xuống, cắn chặt môi. Tên mập này, còn không mau cút đi, không thấy Tần Thiếu và tiểu thư U Dương đang đợi sao?" Lâm Anh Tài không nhịn được, nhân cơ hội này mà chế nhạo Ninh Đình Chung. Tần Nhu hai tay ôm ngực lạnh lùng chờ đợi, như thể một người thắng đang nhìn kẻ thua. Nếu tên mập này xuất thân từ nhà họ Diệp, nhà họ Lý, thì còn sợ tí, nhưng đáng tiếc là anh ta chỉ xuất thân từ gia đình hạng ba như nhà họ Ninh, căn bản là không lọt vào tầm mắt của cô. Điều cô thích nhất là được hưởng thụ nhìn thấy người khác phải bị khuất phục dưới sự uy nghiêm của cô bàn tay đang nắm chặt của Ninh Đình Trung từ từ buông lỏng ra, như thể là anh đã đánh mất thứ gì đó mà anh không bao giờ có thể tìm lại được. Nhưng vừa định thỏa hiệp, một giọng nói đột một vang lên. Trung Mập, anh nghĩ ở mãn giang lâu này có đặc sản gì không? Nghe nói đầu bếp của bọn họ đều xuất thân từ trong các đầu bếp hoàng gia, tay nghề nhất định rất tốt. Ninh Đình Trung quay đầu lại nhìn Đường Tuấn, tự hỏi tại sao Đường Tuấn lại nói những lời này vào lúc này. Này nhóc, mày không nghe thấy tần thiếu nói gì sao đây là chỗ mà tần thiếu muốn mau cút đi còn gọi món cái gì nữa chứ lâm anh tài lên tiếng đường tuấn liếc nhìn lâm anh tài một cái rồi nói tôi không nghe thấy có ai đang nói gì cả tôi chỉ nghe thấy có mấy tiếng chó sủa bậy ở đây mà thôi thằng nhãi con mày vừa nói gì đấy lâm anh tài sửng sốt một chút sau đó vẻ mặt sụ xuống nói không lẽ tôi nói chưa rõ sao đường tuấn nói khẽ sau đó anh ta cầm thực đơn và bắt đầu nghiên cứu thỉnh thoảng lại cau mày như là đang phiền não vì không biết nên chọn món gì lâm anh tài còn muốn xả giận nhưng đã bị tần nhu đưa tay ra ngăn lại tần nhu đè một tay lên bàn tay còn lại hung hăng giật lấy thực đơn trong tay đường tuấn giọng điệu uy hiếp tao nói rồi tao muốn chiếc bàn này biến khỏi đây trước khi tao tức giận đường tuấn lạnh lùng liếc nhìn tần nhu một cái nói tôi cũng cảnh cáo cô trước khi tôi tức giận cô cũng nên cút khỏi đây đi thằng nhãi con mày tần nhu từ nhỏ đã quen với thói tự cao tự đại sau khi lớn lên cũng dựa vào uy danh của cha và thủ đoạn của mình để lập nên danh xương tiểu tần diệp lúc này lại nghe thấy mấy lời này thì sao anh có thể nhịn được cánh tay dùng lực nắm lấy thực đơn trong tay đường tuấn nếu mày đã muốn ăn thì tao sẽ xé đi thực đơn này chiếm cả chỗ ngồi của mày xem mày ăn thế nào được ngoặc kép Mấy cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô ta thôi thì cô ta đã nhận ra mọi chuyện không phát triển theo hướng mà cô đã tưởng tượng. Cứ như thực đơn đã bị cố định trong tay Đường Tuấn vậy, dù cố gắng thế nào cũng không kéo được thực đơn ra. Điều khiến cô ta xấu hổ hơn nữa chính là cánh tay Đường Tuấn không hề di chuyển dao động một chút nào. Ngược lại, anh ta còn nhìn cô một cách khôi hài, ánh mắt đó tựa như một người lớn đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Chết tiệt, sao chân khí của tên này có thể mạnh như vậy chứ? trong lòng Tần Nhu giống lên một tiếng. Nếu biết Đường Tuấn là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí thì cô ta sẽ không có suy nghĩ như vậy. Mặc dù Tần Nhu có vũ lực tốt nhưng cô ta vẫn chưa phải là cao thủ nội công, làm sao có thể đánh bại được Đường Tuấn chứ? Ha ha, xem ra Tần Đại Thiếu rất thích chiếc thực đơn này nhỉ. Nếu đã vậy thì tôi sẽ thưởng cho cô nhé. Đường Tuấn chế nhạo nói, chương 184, Trần Bá Phước sao? Vừa nói, Đường Tuấn vừa thả lòng bàn tay ra, Tần Nhu thầm nghĩ không tốt, chỉ tiếc là vừa nãy dùng sức quá nhiều nên không thể rút tay lại được. Hơn nữa, Đường Tuấn còn dùng một chút kỹ xảo, vừa buông tay ra Tần Nhu đã lui về phía sau mấy bước liên tục, sau đó lảo đảo rồi ngã oạch xuống đất ngay lập tức. Chán cô vô ý va vào góc bàn, xuất hiện một vết bầm nhỏ, dáng vẻ lúc này của cô trông vô cùng nhếch nhác. Màn cãi vã của bọn họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi Tần Nhu ngã xuống thì những người ngồi gần đó đã âm thầm thầm nuốt nước bọt mà nhìn đường Tuấn đầy thương cảm, không biết thằng nhóc này bị lừa đá vào đầu hay sao, ngay cả Tần Đại Thiếu cũng dám động tới. Đường Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn Tần Nhu, đối mặt với khuôn mặt khó tin của Ninh Đình Trung nói. Cũng may vừa rồi tôi đã ghi nhớ thực đơn, nếu không thì bây giờ thực sự không thể gọi đồ ăn rồi. Ngồi đi, chúng ta cũng không thể đến mãn giang lâu ngồi lãng phí như vậy. Ninh Đình Trung than thở trong lòng, bây giờ anh đừng có đủ can đảm để ăn sao nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ thảm thương vừa rồi của tần nhu ninh đình trung lại cảm thấy rất sảng khoái thôi kệ đi chết thì chết trong lòng nghĩ như vậy ninh đình trung liền ngồi xuống tần thiếu tần thiếu cô không sao chứ lúc này lâm anh tài đã phát huy hết trách nhiệm mà một tên quèn cần phải có vẻ mặt lo lặng vội vã đi tới chỗ tần nhu đưa tay ra đỡ ai có thể ngờ rằng tần nhu lại tát ngay vào mặt lâm anh tài một cái cô ta đang lo mình không có chỗ để chút giận, vậy mà tên lâm anh tài này còn dám thò mặt lại gần đây. trên mặt lâm anh tài hiện lên một dấu tay đỏ ửng nhưng anh lại không dám nói điều một lời bất mãn nào. thay vào đó, anh tiếp tục mặt dày mà quan tâm đến tần nhu. tần nhu chật vật đứng dậy, vẻ mặt hung hăng dùng tay chỉ vào mặt đường tuấn và ninh đình trung nói: mẹ kiếp, nếu hôm nay tao không giết hai tuổi mày, tao sẽ không mang họ tần nữa. đường tuấn liếc cô ta một cái, nói vậy e là cô phải đổi họ của mình rồi. Tần Nhu nghiến răng căm hận nhưng cô vẫn bình tĩnh không ra tay ngay. Cuộc chạm chán ngắn ngủi vừa rồi với đường Tuấn khiến cô ta hiểu được đối phương không tầm thường như vẻ bề ngoài. Ít ra thì loại lực lượng đó cũng không phải người bình thường có thể có được. Cô ta đột nhiên cười khẩy nói. Hừ, tụi bây vẫn chưa đáng để tao tự mình tay ta ra tay. Tụi bây có biết hôm nay người mà chúng tao cùng ăn ở mãn giang lâu này là ai không? Trần Bá Phước, là ông lớn của thành phố vinh tụi bây đó chẳng phải tụi bây kiêu căng lắm sao đợi đến lúc trần bá phước tới tao xem tụi bây có thể ngồi yên được không trần bá phước sao đương tuấn lẩm bẩm nói vậy cứ để ông ta tới đi má tên nhóc này điên rồi sao còn muốn chơi luôn cả ông lớn trần sao có phải là mới từ bệnh viện tâm thần ra không vậy dám một mình xúc phạm đến ba người trần bá phước tần nhu và cả u dương hồng phượng chắc tên nhóc này chán sống rồi. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng ít người biết được độ cao của trời nhỉ, thật sự cho là Trần Bá Phước dễ nói chuyện lắm sao. mươi 185 kẻ ngu dốt không biết sợ là gì. Nhưng tên nhóc này cũng có chút dũng khí đấy chứ, đáng tiếc là chuyện này chỉ dựa vào can đảm thôi thì có ích lợi gì. Tần đại thiếu nhà người ta chỉ cần tùy tiện động động ngón tay thôi cũng có thể khiến anh ta chết lên chết xuống rồi. Ngay khi lời nói của Đường Tuấn vừa phát ra, cả tầng 3 của mãn giang lâu đã nổi lên cơn sóng bàn tán. Hầu như không ai nghĩ rằng Đường Tuấn có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tần Nhu nghe thấy mấy lời đó, vẻ diếu cợt trên mặt càng rõ ràng hơn nhiều. Nhìn Đường Tuấn cứ như nhìn người chết, nếu không phải do gấp gáp muốn gặp U Dương Hồng Phượng mà không thèm dẫn theo người đến thì cô nhất định không cần phải mượn danh của Trần Bá Phước. Nhưng điều này cũng tốt, nhân tiện khám phá thêm nền tảng của Trần Bá Phước. Từ đầu đến cuối U Dương Hồng Phượng vẫn đứng ngoài cuộc, không giúp bên nào cả. Bây giờ cô mới thở dài nói với Ninh Đình Trung, "Đây là bạn của anh sao? Với con mắt nhìn người của anh, sau này có thể làm được việc lớn gì chứ?" Đến cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà nhìn Ninh Đình Trung, người mới gặp qua vài lần, cô không nỡ để tương lai sau này của anh bị hủy hoại như thế. Còn về Đường Tuấn, đó là điều anh ta đáng phải nhận. Không có lai lịch gì mà còn ra đây giả làm, con sói đuôi dài, làm vậy để làm gì chứ?" Ninh Đình chung vẻ mặt ngượng ngùng, tuy rằng đang ngồi nhưng cứ như đang ngồi trên ghế nóng. "Đừng lo lắng, chờ Trần Bá Phước đến tôi xem họ còn nói được gì nữa không." Đường Tuấn thì thào nói, cái dáng vẻ thản nhiên như không đem ông lớn của thành phố Vinh vào trong mắt. "Kẻ ngu dốt không biết sợ là gì." U Dương Hồng Phượng bình luận, sau đó không thèm nhìn vẻ mặt ngang tàng của Đường Tuấn nữa cô chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống. Sự bế tắc giữa hai bên kéo dài không lâu lắm, khoảng 5-6 phút sau, có tiếng động lớn từ tầng dưới của mãn giang lâu, có thể nghe được tiếng chào hỏi loáng thoáng truyền đến. Trần Đại ca, Trần Bá Phước đến rồi. Cậu nhóc, cậu chết chắc rồi, Tần Nhu lạnh lùng nói. Có tiếng bàn chân bước lộc cọc trên sàn gỗ, Trần Bá Phước đang bước lên cầu thang. Trần Đại ca, ông đến thật đúng lúc, tôi có việc cần ông làm, tần nhu chặn ngay trước mặt trần bá phước vừa hay chặn tầm mắt của ông trần bá phước có chút không vui ít nhất thì ông ta cũng là nhân vật lớn của thành phố vinh này tần nhu lại dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu ra lệnh như thế nhưng nỗi tức giận này lại được ông che giấu rất tốt thay vào đó ông ta cười nói thân là tiểu tần diệp mà còn cần dùng đến họ trần tôi sao nói đi việc mà tôi có thể làm thì tôi sẽ không nói hai lời được tốt lắm chỉ cần ông làm tốt chuyện này cho tôi khi tôi trở về thành phố hà nam tôi nhất định sẽ nhờ cha tôi tặng quà để cảm ơn ông tần nhu không có cảm giác gì cả cô ta vẫn kiêu ngạo nói chuyện như là lẽ đương nhiên sau đó tần nhu bước sang một bên chỉ vào đường tuấn và ninh đình trung đang ngồi bên cửa sổ nói trần đại ca lúc nãy hai người này đã xúc phạm tôi ông biết phải làm sao rồi chứ trần bá phước nghe thấy vậy cảm thấy cũng không phải chuyện gì lớn thực lực của nhà họ Tần mạnh hơn nhà họ Trần rất nhiều, hầu như năm nào ở cuộc thi đấu quyền thuật ngầm cũng có thể lọt vào top 3, đó là lý do tại sao vừa nãy ông không tức giận. Nhưng khi nhìn theo tầm mắt của Tần Nhu thấy được Đường Tuấn thì cơ thể ông ta khẽ run lên, sau đó bước nhanh tới chỗ Đường Tuấn, hơi cúi người nói: "Anh Đường, sao lại là cậu?" Trong mắt Trần Bá Phước, Đường Tuấn ít nhất cũng là nội công trung kỳ, thậm chí là cao thủ nội công của cảnh giới đại thành quan trọng hơn là đằng sau đường Tuấn còn có một gia tộc võ công hùng hậu. Vì vậy nên bản thân Trần Bá Phước làm ra hành động này không có cảm giác gì cả, nhưng trong mắt người khác thì như là ông ta vừa mới nhìn thấy ma vào ban ngày, không ai có thể tin được. Đường đường là một ông lớn của thành phố Vinh mà lại đi xưng anh em với một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Ừ, vừa hay tôi qua đây ăn tối với một người bạn, đường Tuấn nhìn Trần Bá Phước một cái rồi thở ơ nói. Trần Bá Phước lúc này mới nhìn sang Ninh Đình Trung, mày nhướng một chút rồi rũi ra nói. Hóa ra là con trai của Ninh Xuân Nam sao? Không ngờ Ninh Xuân Nam lại sinh được một đứa con trai tốt thế, còn có thể quen biết với được anh Đường. Lúc mà Trần Bá Phước vừa mới đến, hai chân Ninh Đình Trung đã sụi lắt sụi lơ, trong lòng tràn đầy bất an lo sợ. Nhưng đến khi được Trần Bá Phước khen ngợi thì anh càng thêm khó hiểu. Anh khẽ liếc nhìn Đường Tuấn, anh hoàn toàn không thể liên hệ đường tuấn tốt bụng trước mặt với anh trai đường trong miệng trần bá phước kia trần bá phước ông đang làm gì đấy tôi kêu ông dạy dỗ nó không kêu ông ngồi đó cùng nó tán gấu lúc này tần nhu mới kịp phục hồi tinh thần lại quát thẳng vào mặt trần bá phước lời lẽ đanh thép như đang dạy dỗ cấp dưới vậy cuối cùng thì vẻ mặt của trần bá phước cũng thay đổi ông ta bị khiển trách ở nơi công cộng cho dù có kiềm chế tốt đến đâu thì cũng không thể không nổi điên ông ta đứng thẳng lưng xoay người lại ánh mắt sắc bén nhìn tần nhu nói cô nói cái gì đấy sắc mặt tần nhu đột nhiên trắng bệch sau đó cô ta mới nhớ tới trần bá phước không chỉ là ông lớn của thành phố vinh mà còn là một cao thủ nội công không phải là tay sai của nhà họ tần mình trần bá phước phát ra khí thế của một cao thủ nội công khiến tần nhu đổ ra mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng bác bác trần tôi không có ý đó tần nhu có chút lắp bắp nói vậy thì có ý gì đấy? Cô thật sự cho rằng bản thân là con cháu duy nhất của nhà họ Tần hay sao? Trần Bá Phước lạnh lùng nói. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Tần Nhu, nhanh chóng nói. Chú Trần, ý của tôi là chỉ cần ông giúp tôi xử lý hai tên này, ông sẽ là bạn với nhà họ Tần của tôi. Thế nào? Audio điện tử võ tấn bền chương 186 tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Câu nói này của Trần Bá Phước được nói như kiểu tuyên truyền giác ngộ, gần như nửa số người trong mãn giang lâu đều nghe thấy. Càng như vậy, vẻ mặt của Tần Nhu càng trở nên khó coi. Nhất là những người trước đó chế nhạo Đường Tuấn, lúc này đều nhìn Tần Nhu như nhìn một đứa ngốc vậy, điều này khiến cô ta rất khó chịu. Trần Bá Phước, ông thật sự là vì tên này mà làm lớn chuyện với nhà họ Tần chúng tôi sao? Tần Nhu đập vỡ bình xuống đất, nếu như cô ta thỏa hiệp vào lúc này thì mặt mũi của tiểu Tần Diệp cô ta sẽ để ở đâu? Trần Bá Phước nghe xong liền chế nhạo nói, ha ha. Chẳng lẽ không có chuyện này thì Trần Bá Phước tôi và nhà họ Tần cô là bạn bè sao? Uổng công cô được gọi là Tiểu Tần Diệp, ngay cả chuyện này cũng nhìn không hiểu. Đúng thật là mù mắt rồi. Tần Nhu sừng sốt một chút, sau đó vẻ mặt lại khó coi hơn một chút. Trần Bá Phước và nhà họ Tần mà Tần Nhu đang ở là hai thế lực lớn của thành phố Vinh và thành phố Hà Nam. Hơn nữa Vinh còn tiếp giáp với Hà Nam, nếu nói hai nhà không có ân oán gì với nhau thì e là nói ra cũng chẳng ai tin. Mà sự thật quả thật như thế, quan hệ của nhà họ Tần và Trần Bá Phước đúng thật là chưa được xem là tốt. Đối mặt với ánh mắt đồng tình của mọi người và thái độ cứng rắn của Trần Bá Phước, Tần Nhu chỉ hận bản thân không mang theo người tới. Cô ta quay đầu lại nhìn U Dương Hồng Phượng, nhưng lúc này lại thấy U Dương Hồng Phượng đang thích thú đánh giá thằng nhóc họ Đường kia, căn bản là không chú ý đến cô ta. Chết tiệt! tần nhu nắm chặt nắm tay mắng thầm trần bá phước chuyện ngày hôm nay tôi nhớ rồi đó tôi sẽ trở về nói cho cha tôi biết hy vọng đến lúc đó ông sẽ không phải hối hận tần nhu lạnh lùng liếc nhìn trần bá phước và đường tuấn nếu ánh mắt của cô ta có thể dùng để giết người thì lần này đường tuấn và trần bá phước đã chết hàng nghìn lần rồi ha ha dựa vào cô thì vẫn không xứng để nói câu này để tần nhan tề nói thì còn được còn tiểu tần diệp tôi thấy cũng chỉ có nhiều đó thôi. Trần Bá Phước khinh thường nói. Hừ, mặt tần nhu lạnh như băng, không còn mặt mũi nào để ở lại mãn giang lâu nữa, lập tức xoay người rời đi. Lâm Anh Tài nhìn đám người trên lầu ba, do so dự một chút, cuối cùng cũng nghiến răng đi theo sau tần nhu. Anh ta đã đắc tội với Ninh Đình Trung và Đường Tuấn rồi. Giờ đây, lúc này cũng chỉ có thể ôm chặt lấy chân của nhà họ Tần thì anh ta và nhà họ Lâm mới có con đường sống. Có gì vui chứ, giản tán đi. Sau khi Tần Nhu rời đi, Trần Bá Phước hét lên với đám người đang đứng đó xem. Những người có mặt ở đây đều là những người có lai lịch ở thành phố Vinh, đương nhiên biết năng lực của Trần Bá Phước lớn như nào. Ông ta đã buông lời rồi, thì bọn họ làm sao dám ở lại đó nữa chứ? Đám người nhìn thật kỹ đường Tuấn đang ngồi vững vàng như núi, họ muốn ghi nhớ gương mặt của đường Tuấn vào trong đầu. Có quan hệ với Trần Bá Phước, đường Tuấn đã sớm trở thành một miếng bánh thơm, bọn họ đương nhiên sẽ cố nghĩ cách để ninh bợ anh. Khi mọi người giải tán, tầng 3 của mãn giang lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh. U Dương Hồng Phượng đứng dậy, chào hỏi với Trần Bá Phước trước, sau đó đi tới chỗ đường Tuấn, nói, không ngờ cậu lại quen biết với chú Trần, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Trần Bá Phước được U Dương Hồng Phượng gọi là chú Trần, ông ta vui mừng nói, cháu gái U Dương, tôi vừa mới gặp thằng em đường cách đây không lâu. Nếu cháu đã ở đây, thì tôi giới thiệu cho cháu một chút. Đây là cô U Dương con gái của U Dương Duệ ở thành phố Hạ Long. Đường Tuấn, cậu đừng thấy đứa cháu gái này của tôi còn trẻ nhưng võ công của con bé rất nổi tiếng đấy. Nếu thật sự so sánh thì sợ là tôi cũng không phải đối thủ của con bé. Ha ha ha, Trần Bá Phước chỉ vào U Dương Hồng Phượng rồi giới thiệu. U Dương Hồng Phượng nghe thấy lời này, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ở giữa hai đầu lông mày vẫn không tránh được một chút kiêu ngạo loại võ công mà cô ta tu luyện đặt vào trong các gia tộc võ thuật, môn phái kia thì có lẽ chỉ được coi ở mức trung bình, nhưng so với người bình thường thì đã được coi là một tài năng phi thường rồi. Giống với Tần Nhu, Diệp Thanh Phương, Tề Hưng thì gia cảnh của mấy người này cũng không thua gì cô, nhưng tiếc là họ không có tài năng về võ thuật, hoặc là bây giờ vẫn chưa có khoảng cách, nhưng tương lai sẽ kéo khoảng cách ra từng chút từng chút một. Trường 187 tôi vẫn muốn thử. Còn đường tuấn trong mắt U Dương Hồng Phượng, thậm chí còn tệ hơn cả Diệp Thanh Phương. Cần dựa vào sự che chở của người khác để đối mặt với kẻ thù, đây thì được coi là đàn ông gì? Tuy nhiên, vài lời tiếp theo của Trần Bá Phước đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của U Dương Hồng Phượng. À đúng rồi cháu gái U Dương, thằng em đường của tôi không phải người thường đâu, cậu ấy cũng đã luyện được nội công, kỹ năng cũng không thua kém gì cháu. Đối với trận thi đấu quyền lần này, tôi quyết định để thằng em đường thay mặt tôi tham gia trận đấu. Trần Bá Phước khẽ nói: "Cái gì? Chú Trần, chú nói anh ta là cao thủ nội công sao?" U Dương Hồng Phượng thất thanh, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tuy cô ta vẫn chưa luyện được chân khí, đạt đến cảnh giới lấy tinh thần để đánh giá người, nhưng cô ta căn bản là không thấy được một chút dáng vẻ của cao thủ nội công trên người anh. Cao thủ nội lực có hơi thở dài, bước chân vững vàng, cơ bắp căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát lực. Nhưng Đường Tuấn lại không có những đặc điểm này. Điều này khiến cô ta sao có thể tin được chứ? Chẳng lẽ anh ta là tông sư của cảnh giới chân khí nên mới có thể tự do khống chế nhịp thở và đường vân cơ bắp sao? Nếu không thì sao mình lại không nhìn ra được chứ? Một suy nghĩ trợt hiện lên trong đầu U Dương Hồng Phượng nhưng nhanh chóng bị chính mình phủ nhận. Anh ta trông còn chưa tới 30 tuổi, làm sao có thể là tông sư của cảnh giới chân khí chứ? Nếu thật sự là tông sư của cảnh giới chân khí thì vừa rồi sao Tần Nhu có thể sống sót chứ? Tuyệt đối không thể nào. U Dương Hồng Phượng lại không biết lý do tại sao vừa nãy khi Đường Tuấn đối mặt với sự khiêu khích của Tần Nhu mà không làm gì, nếu không là bởi vì anh không muốn để lộ danh tính của mình trước mặt nhiều người, nếu không thì Tần Nhu đã không biết phải chết bao nhiêu lần rồi. Chú Trần, trận đấu quyền lần này không phải chuyện nhỏ, chú thật sự muốn để anh ta tham gia thay cho chú sao? Chẳng lẽ ở thành phố Vinh to lớn này chú không tìm được ai khác sao? U Dương Hồng Phượng khuyên bảo tuy rằng không nói rõ ra, nhưng ai cũng có thể nghe được sự không tin tưởng Đường Tuấn ở trong lời nói của cô ta. Trần Bá Phước hưởng gạo một lúc, ông ta sao có thể nói là bản thân ông ta kết bạn với anh là vì thế lực của gia tộc võ thuật sau lưng của Đường Tuấn trước mặt anh được chứ? Suy nghĩ một lúc, rồi ông ta cũng chỉ có thể nói, thật ra thực lực của Đường Tuấn cũng không tệ đâu. Không tệ, U Dương Hồng Phượng nói, lợi hại như thế sao? Với độ tuổi của anh ta, cho dù tập đến chết cũng chỉ có thể là nội công trung kỳ ở thành phố vinh này thì còn có thể tạo ra chút thành quả nhưng là đó trận đấu quyền không phải nơi cho một đứa con nít chơi đùa đâu anh ta muốn chết sao cô nhìn đường tuấn nói tuy rằng những lời này có chút tổn thương nhưng tôi chắc chắn không phải là dọa cậu hơn nữa lần này cậu cũng đã đắc tội với tần nhu tôi có nghe nói lần này nhà họ tần mời một cao thủ rất lợi hại đấy nếu cậu lên đó thì chỉ có chết thôi ngoặc kép Đường Tuấn sờ sờ cầm nói: "Cô nói cũng rất có lý, nhưng tôi vẫn muốn thử." Cậu, U Dương Hồng Phượng hoàn toàn không ngờ đến Đường Tuấn không để lời nói của mình vào trong tai, tức giận đến không nói nên lời. "Thôi được rồi, muốn chết thì tự mình chết đi." U Dương Hồng Phượng nói xong lời này thì đi lên tầng 4 luôn. Chương 188: Là vì U Dương Hồng Phượng sao? Tầng 3 lại trở nên yên tĩnh. Đường Tuấn nhìn Ninh Đình Trung ngồi đối diện đang im lặng không nói lời gì, cười nói anh không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao. Lúc này, trong lòng Ninh Đình Trung vô cùng phức tạp, từ sự thiếu tự tin khi đối mặt với Tần Nhu đến sự kinh ngạc khi Trần Bá Phước đến, rồi lại đến cuộc nói chuyện giữa Đường Tuấn và U Dương Hồng Phượng bên trong có quá nhiều điều mà anh chưa từng nghe qua. Đầu óc rối bời, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Anh ta thở ra một cách nặng nề, hỏi câu hỏi đầu tiên. Đường Tuấn, rốt cuộc cậu là ai? Trước đây Ninh Đình Trung luôn cho rằng Đường Tuấn là đứa con riêng của Diệp Nam Nhật, nhưng bây giờ xem ra lai lịch của Đường Tuấn có vẻ lớn hơn. Đường Tuấn lắc đầu nói. Hiện tại, tôi không thể nói cho anh biết tôi là ai, nhưng tôi có thể cho anh biết tôi họ Đường. Chứ không phải họ Diệp. Quả nhiên, Ninh Đình Trung khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Phúc là nội dung phải kinh ngạc, nhưng anh ta lại tỏ vẻ rất bình tĩnh xem ra hôm nay có quá nhiều chuyện chấn động khiến anh ta sinh ra sự miễn nhiễm rồi. Anh ta lập tức nghĩ nếu Đường Tuấn không phải là con riêng của Diệp Nam Nhật, thì sao Diệp Nam Nhật vẫn có thể đối xử tốt với anh như thế, không lẽ là do xuất thân của Đường Tuấn còn sâu và mạnh hơn cả nhà họ Diệp sao? Vừa rồi tôi có nghe U Dương Hồng Phượng và cậu nói về nội công, võ công gì gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ninh Đình Trung ổn định lại cảm xúc một chút rồi hỏi. Ừm, anh có thể coi nó là một cao thủ võ lâm thường hay xuất hiện trong phim ảnh, còn cái gọi là nội công thì chính là sự phân chia của người luyện võ. Đường Tuấn không có ý che giấu. Ninh Đình Trung nói, quả nhiên là thế, có lần cha tôi say rượu còn lẩm bẩm nội công, chân khí gì gì đó. Lúc đó tôi còn tưởng ông ấy xem phim xem đến không được bình thường rồi chứ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ ông ấy đã gặp chuyện gì đó rồi. Câu hỏi cuối cùng, vẻ mặt Ninh Đình Trung đột nhiên nghiêm túc, hỏi tôi muốn hỏi anh, có thể chữa khỏi chứng bệnh béo phì của mình không? Lần trước sau khi cuộc so đấu giữa Đường Tuấn và Vương Tấn Lợi kết thúc, Ninh Đình Trung đã muốn hỏi câu này rồi, nhưng vì quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức đó nên anh ta cũng không nói rõ. Hôm nay, đối mặt với sự chế giễu của Tần Nhu và Lâm Anh Tài, cũng như sự im lặng của U Dương Hồng Phượng, cuối cùng Ninh Đình Trung cũng lấy được hết can đảm. Anh ta không thể là một công tử bột béo nhất ở thành phố Vinh cả đời được anh ta phải trở thành Ninh Đình Trung, vốn dĩ làm quen với Đường Tuấn anh ta còn có chút cảm giác về sự yêu việt trong lòng, nhưng bây giờ khi hiểu ra sự thật thì mới biết được từ đầu đến cuối suy nghĩ kia của mình nực cười đến mức nào. Đường Tuấn im lặng. Không thể chữa khỏi sao? Ninh Đình Trung căng thẳng hỏi, chứng béo phì của anh ta không phải bẩm sinh, mà là do những ngày sau đó mang lại. Nếu ngay cả y thuật thần kỳ của Đường Tuấn cũng không thể chữa khỏi, thì anh ta sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ này nữa. Nương Tuấn đột nhiên nhìn chằm chằm Ninh Đình Trung hỏi. Là vì U Dương Hồng Phượng sao? Ninh Đình Trung đơ người ra một chút, trong mắt mang theo vẻ kiên định, mang theo ba phần khí hung ác, trầm giọng nói chỉ là một mặt thôi. Nếu như hôm nay không có cậu, e rằng tôi đã trở thành trò cười của mọi người rồi. Cậu không phải là người bình thường, thành phố Vinh quá nhỏ với cậu, đây có thể là cơ hội lớn nhất mà tôi gặp được trong đời. Nếu không nắm bắt nó, tôi sẽ rất hối hận chương 189, anh ta đến đây làm gì? Chuyện nhục nhã ngày hôm nay, tôi muốn trả lại tất cả cho Tần Nhu. Nói đến cuối cùng, hai mắt ninh đình trung đỏ lên, dường như bên trong có một con sói đang tức giận vậy. Đường Tuấn hơi sừng sốt, không ngờ một người béo ú trông có vẻ tùy tiện này vậy mà lại có suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng đây chính là điều anh muốn. Anh muốn lật đổ đường quang hòa và thậm chí giải mã những bí mật về nhà họ đường, vì vậy chỉ dựa vào bản thân anh là không đủ. Đó là lý do tại sao anh lại tìm tới Diệp Nam Nhật, hiện tại anh cũng có loại suy nghĩ này với Ninh Đình Trung, anh muốn bắt đầu bồi dưỡng nhân tài của phe cánh mình. Đường Tuấn nói, quá trình này sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với khi anh làm một công tử bột, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh vẫn bằng lòng làm chứ? Ninh Đình Trung không chút do so dự, gật mạnh đầu. Đường Tuấn đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Ninh Đình Trung nói, được rồi. Tôi cho anh cơ hội này. Tôi không dám đảm bảo rằng anh có thể trở thành hình tượng như Thẩm Nhất Nam. Nhưng đến một ngày nào đó, không phải anh không hợp với U Dương Hồng Phượng mà là cô ta không hợp với anh." Ninh Đình Trung hai mắt đỏ hoe, khàn giọng nói. "Cảm ơn." Sau đó Đường Tuấn và Ninh Đình Trung dùng bữa tại Mãn Giang Lâu, anh không đợi U Dương Hồng Phượng và Trần Bá Phước mà lại mang Ninh Đình Trung rời đi luôn, trên đường, anh dùng trận pháp tứ tượng châm cho Ninh Đình Trung vài cây ngân châm sau đó kê đơn thuốc trị bệnh béo phì cho anh ta, nói là trị liệu cho bệnh béo phì của anh ta. Nếu như người bình thường bảo Ninh Đình Trung châm một vài cây ngân châm và uống một ít thuốc thì bệnh béo phì của anh ta sẽ có thể chữa khỏi. Ninh Đình Trung sẽ dùng cơ thể hơn 100 cân để đè chết người đó. Nhưng anh ta đã từng tận mắt nhìn thấy y thuật của Đường Tuấn nên không hoài nghi gì cả. Ngồi nhờ xe của Ninh Đình Trung trở về Đại học thành phố Vinh, béo ú nóng lòng muốn trở về thử đơn thuốc giảm cân nói xong vài câu thì lái xe đi luôn đường tuấn vừa định xoay người đi vào đại học thành phố vinh nhưng vào lúc này tâm hồn của anh khẽ động ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở con đường đối diện chỉ nhìn thấy phía dưới mái hiên của một cửa hàng bên kia đường một người đàn ông mặc bộ đồ tập thể dục màu trắng thân hình cao lớn ánh mắt sắc bén đang nhìn đường tuấn với vẻ mặt đắc ý người này không phải ai khác chính là quách thịnh minh người được mệnh danh là phong lôi bát cực quách thịnh minh hôm đó bị tề hưng dẫn đến để đe dọa đường tuấn nhưng anh ta lại bị lời nói của đường tuấn vạch trần ra vết thương trong người anh ta cuối cùng còn bị một trưởng làm cho chấn động anh ta đến đây làm gì đường tuấn khó hiểu lúc này quách thịnh minh đi qua đường một cách chậm rãi anh ta đi trong đám người đám người cũng theo bản năng tránh xa anh ta một chút tuy những cao thủ có nội công mạnh không phóng nội công ra ngoài được nhưng bọn họ cơ hồ có thể bắt đầu khống chế khí thế của mình rảnh không Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút." Quách Thịnh Minh thản nhiên nói, nhưng giọng điệu tràn đầy sự không cho phép từ chối. Đường Tuấn im lặng một chút, sau đó gật đầu. Anh đã nhìn ra được vết thương trong cơ thể của Quách Thịnh Minh, mặc dù nó vẫn chưa lành hẳn nhưng nó đã khỏi rất nhiều rồi, có lẽ đã nhận được sự giúp đỡ từ phía nhà họ Tề. Nhưng Đường Tuấn hoàn toàn không sợ hãi, anh là một cao thủ chân chính của cảnh giới chân khí. Cho dù là lúc thực lực của Quách Thịnh Minh mạnh nhất đi nữa, cũng không thể là đối thủ của anh. Hai người cùng nhau đi vào trường đại học Thành phố Vinh. Lúc này, khi các sinh viên đã vào lớp, khuôn viên của trường đại học cũng có vẻ hơi trống trải. Nghe nói cậu đã thắng Vương Tấn Lợi về mặt y thuật à. Bên cạnh hồ nhân tạo của trường đại học Thành phố Vinh, Quách Thịnh Minh vừa đi vừa tùy tiện hỏi. Tuy là hỏi, nhưng anh ta lại không nhìn thẳng vào mắt Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu. Chương 190, tôi không cần loại cơ hội này. Vậy chắc chắn y thuật của cậu rất tốt. Quách Thịnh Minh nói tiếp, lần trước cậu nói cậu có thể chữa khỏi vết thương trên người tôi, lời này nói có phải là thật không? Đường Tuấn nói, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Trên mặt Quách Thịnh Minh có chút kinh ngạc, anh ta lập tức chế nhạo. Vết thương nhỏ sao? Cậu có biết tôi đã nhờ bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng và bao nhiêu bác sĩ quốc gia để chữa cho vết thương nhỏ này không và chi phí là bao nhiêu không? Người trẻ tuổi nói chuyện đừng nói một cách kiêu ngạo như vậy. Ha <laughs> ha, Vậy thì anh tìm tôi làm gì?" Đường Tuấn cũng chế nhạo, Quách Thịnh Minh đến đầy rõ ràng là vì muốn cầu xin anh khám bệnh cho, nhưng anh ta vẫn không thể thay đổi tính khí kiêu ngạo của mình, như thể đó là niềm vinh dự của Đường Tuấn khi được chữa trị cho anh ta. Đối với loại tự mình cảm thấy mình tốt đẹp thì Đường Tuấn thật sự không phải là rất hoan nghênh. Quách Thịnh Minh dừng lại, đột nhiên quay người lại, giống như một con hổ có thể ăn thịt người bất kỳ lúc nào, nói cho cậu một cơ hội, chữa khỏi vết thương cho tôi tôi không cần loại cơ hội này. Đường Tuấn cười ha ha nói, tôi quan tâm hơn về việc, tôi chữa bệnh cho anh, vậy tôi được gì nhỉ? Vẻ mặt Quách Thịnh Minh lạnh lùng, trầm giọng nói, cậu nhóc, cậu phải biết hiện tại cậu đang nói chuyện với ai chứ? Đừng cho rằng một trưởng lần trước đã là toàn bộ thực lực của tôi. Trưởng đó ngay cả một phần ba thực lực của tôi còn chưa tới đấy. Tuy hiện tại tôi vẫn chưa hồi phục toàn bộ thực lực, nhưng tôi ít nhất cũng đã hồi phục được 80% rồi chỉ cần một trường cũng đủ để đánh chết cậu rồi, cậu tin không? Ồ, vậy sao, đường Tuấn ngược lại lại có hứng thú. Cho cậu thêm một cơ hội nữa, chữa bệnh cho tôi. Tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ truyền nhân, tôi sẽ truyền lại phong lôi bát cực lại cho cậu. Nếu may mắn trong tương lai cậu có thể sẽ có cơ hội ngấp nghé cảnh giới chân khí. Nếu không thì với xuất thân thấp kém này của cậu, cả đời này cũng đừng hòng tiến vào cảnh giới cao hơn. Ánh mắt khoe Thịnh Minh lóe lên, hơi thở trên người của anh ta đang nổi lên. Dáng vẻ bình tĩnh ban đầu giống như bị khí cơ vô hình kéo đi, vậy mà lại lấy Quách Thịnh Minh làm trung tâm, gợn ra một con sóng nhấp nhô. Truyền nhân của anh sao? Đường Tuấn lập tức bật cười, anh đường đường là một tông sư của cảnh giới chân khí. Thật nực cười khi Quách Thịnh Minh chỉ dựa vào tí tu luyện của nội công đại thành vậy mà lại muốn nhận anh làm đồ đệ. Hơn nữa còn cho rằng đó là vinh dự của Đường Tuấn. Điều này giống như việc ai đó cầm 35 triệu khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt một người giàu có với số tài sản hơn 350 tỷ vậy, khiến ai cũng phải bật cười. Quách Thịnh Minh nhíu mày thật sâu, sát ý trong con mắt dường như là bản chất thực, một luồng khí vô hình mờ nhạt khóa chặt lấy Đường Tuấn, dáng vẻ hung ác ấy có thể xé nát Đường Tuấn bất cứ lúc nào. Anh ta rứt khoát nói, "Cậu cười gì chứ? Cậu đi ra ngoài nghe ngóng thử đi, nếu tôi tung tin thu đồ đệ, cậu có biết sẽ có bao nhiêu người tới tận cửa để xin không?" Cái tên phong lôi bát cực của tôi không phải kêu cho có đâu. Nhóc con cậu đừng không biết tốt xấu, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu không phải anh ta vẫn muốn cầu xin Đường Tuấn Trị thương thì Quách Thịnh Minh đã ra tay từ lâu rồi, sao có thể nhịn đến bây giờ chứ? Đường Tuấn Hiên ngang, cơ thể sừng sững bất động, như thể anh hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Quách Thịnh Minh. Chút khí tức áp bách của Quách Thịnh đối với Đường Tuấn mà nói giống như gió xuân thổi vào mặt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh tôi có thể chữa trị cho anh, và thậm chí sẽ chữa hết toàn bộ vết thương của anh. Nhưng tôi có một điều kiện, Đường Tuấn nói. Điều kiện gì, cậu cứ nói, Quách Thịnh Minh nhìn Đường Tuấn với ánh mắt có chút kỳ quái, dù gì anh ta cũng là nội công đại thành, sắp đến cao thủ của Tông Sư, muốn nhận anh làm đồ đệ, người này lại dám từ chối, có bị ngốc không? Đường Tuấn nói, tôi muốn lấy một năm của anh. Trong vòng một năm này, anh bắt buộc phải nghe theo lời tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 191 vậy thì đợi kiếp sau đi. Anh vừa dứt lời, gương mặt Quách Thịnh Minh đột nhiên thay đổi, như thể phủ một lớp băng giá, nói. Cậu nhóc, cậu muốn chết, cậu có biết tôi là ai không? Tôi là phong lôi bát cực Quách Thịnh Minh, là người mà Lý Quang Huy, Trần Bá Phước của thành phố Vinh các cậu gặp cũng phải kính cẩn chào hỏi một cái. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Một câu thôi đã muốn tôi nghe theo lời câu trong vòng một năm sao. Cậu có tin là giờ tôi giết cậu ngay không? sau đó sẽ ném cậu xuống hồ tuyệt đối sẽ không ai phát hiện đường tuấn lắc đầu nói đó chỉ là một thỏa thuận nếu anh không muốn thì thôi vậy đừng trưng ra dáng vẻ tôi xem thường anh buồn nôn lắm còn nữa anh nên nhớ cho kỹ anh đang cầu xin tôi giúp đỡ chứ không phải tôi cầu xin anh phong lôi bắt cực anh ở trong mắt người khác thì còn chút địa vị nhưng trong mắt tôi anh chẳng là gì cả đường tuấn nói lời này không khách khí chút nào vẻ mặt quách thịnh minh đột nhiên trở nên tái nhợt nhưng anh ta lại không thể nổi giận ai bảo anh ta thực sự là đi cầu xin đường tuấn chứ thấy vậy đường tuấn lắc đầu thở dài sau đó xoay người chuẩn bị rời đi trước khi quay đi anh nói với quách thịnh minh tôi quên nói với anh tuy vết thương trong người anh tạm thời được kiểm soát nhưng trong vòng một tháng vết thương sẽ lại tái phát lúc đó vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và thậm chí có thể đến cả nội công trung kỳ cũng không thể phát huy Hai mắt của Quách Thịnh Minh lóe lên, như thể đang suy nghĩ gì đó. Dừng lại, khi Đường Tuấn bước được mười mấy bước thì Quách Thịnh Minh đột nhiên hét lên. Đường Tuấn dừng lại, quay đầu lại hỏi, "Đồng ý rồi sao?" Vẻ mặt Quách Thịnh Minh u ám nói, "Nếu không chữa được bệnh của tôi, chỉ biết khoác lác đủ điều, tôi bảo đảm cậu sẽ chết rất thảm." Quách Thịnh Minh còn có một suy nghĩ khác ở trong lòng. Khi Đường Tuấn trị khỏi vết thương cho anh ta, anh ta sẽ giết Đường Tuấn ngay lập tức. Muốn anh ta đường đường là một phong lôi bát cực vậy mà lại đi làm người hầu cho một thằng nhóc ngay cả lông còn chưa mọc đủ, cho dù chỉ là một năm, nhưng vậy cũng tuyệt đối không được. Chỉ cần Đường Tuấn bị giết, thì có ai biết được giao dịch giữa hai người. Kế hoạch trong đầu anh ta đã được định rõ, lúc này anh ta mới đồng ý theo yêu cầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, dường như không nhìn ra được suy nghĩ của Quách Thịnh Minh, nói, vậy thì đi theo tôi. Đây không phải là nơi để chữa bệnh dẫn Quách Thịnh Minh đi, đường Tuấn đến một căn phòng không có người ở trong học viện y học học. Anh đã từng đến đây một lần dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Dũng và biết rằng đây là một phòng bệnh tạm thời, bây giờ vừa hay không có người. Nằm xuống đi, đường Tuấn chỉ vào chiếc giường gỗ trong góc. Mặc dù Quách Thịnh Minh không biết đường Tuấn đang định làm gì nhưng anh ta vẫn nằm xuống. Đường Tuấn lấy ra một vài cây ngân châm, dùng đèn gồn khử trùng rồi nhanh chóng châm lên huyệt trên người Quách Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nhỏ đang lơ lửng trong cơ thể mình, khiến anh ta cảm thấy ấm áp và rất dễ chịu. Đồng thời, anh cảm ta cũng cảm thấy những vết thương trong người đang dần dần biến mất, thậm chí những di chứng để lại trong những lần tập quyền trước đó cũng biến mất, cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Quách Thịnh Minh sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía đường Tuấn. Sốt cuộc thằng nhóc này là ai? Anh ta không biết mình đã phải suy nghĩ bao nhiêu về vết thương này. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn chỉ dùng vài châm, trong chốc lát là dường như khỏi hẳn rồi. Trong lòng anh ta lập tức có chút tiếc nuối, dù cho y thuật của Đường Tuấn có tốt đến đâu, anh ta cũng không định nương tay. Mấy phút sau, luồng khí đã biến mất khỏi cơ thể Quách Thịnh Minh. Đường Tuấn rút kim bạc ra, Quách Thịnh Minh ngay lập tức đập xuống đất một con cá chép. Anh ta chỉ cảm thấy toàn thân có cảm giác thoải mái chưa từng có, sức lực không chỉ khôi phục đến mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Thế nào? Đường Tuấn vừa hỏi vừa cất ngân châm đi. Quách Thịnh Minh trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng vẻ mặt lại bất động, nói: "Cơ thể quả thật đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng chữa lành hay không thì chưa biết. Vậy đi, cậu đưa tôi đến một nơi tương đối ít người, tôi đánh ra mấy quyền xem thực lực có thật sự hồi phục hẳn không." Đường Tuấn không nghi ngờ gì mà bước ra khỏi phòng trước. Quách Thịnh Minh đứng phía sau, trong mắt hiện lên một tia sát ý, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Nhóc con muốn sai bảo tôi sao, vậy thì đợi kiếp sau đi. Bát cực quyền từ xưa đã được gọi là lắc lư đụng đổ trời, dẫm chân chấn động chín châu, quách thịnh minh, là một trong những người có năng lực, vì vậy càng xứng đáng hơn với cái tên phong lôi bát cực. Bát cực quyền được thi triển ra, mạnh mẽ hùng hồn. Giúp đỡ, dựa vào, sụp đổ, dung chuyển, các loại chiêu thức đều được thi triển trong tay anh ta, phối hợp với nội công, thanh thế đầy đủ, che giấu sát khí. Lúc này, ở một góc hẻo lánh sau núi gần trường đại học thành phố vinh quách thịnh minh đánh quyền đường tuấn đứng một bên quan sát một cách hứng thú đường tuấn chưa từng được chân chính tiếp xúc qua với võ học pháp quyền của nhà họ đường nhiều nhất cũng chỉ đến quyền pháp của việc luyện tập cơ thể sát thương đối với người bình thường có thể là rất ít nhưng căn bản thì không có ích gì đối với nội công hay thậm chí là các cao thủ công sư của cảnh giới chân khí nên khi anh và bà độc đánh nhau là dựa vào kỹ năng thần kỳ của ngân trâm khi quan sát bát cực quyền của quách thịnh minh đường tuấn nghĩ thầm trong lòng với cảnh giới của chân khí tông sư như ngày hôm nay của anh thì rất nhanh sẽ học được một trong những nội công kỹ xảo đó dựa vào cái gì mà cảnh giới chân khí được gọi là tông sư đó là khả năng cảm nhận một bộ võ lực hô hấp quan sát trong một khoảng thời gian ngắn đây mới chính là cao thủ quách thịnh minh cũng rất kích động kể từ sau khi anh ta bị thương đã rất lâu không được đánh quyền một cách thoải mái nhễ nhại như này rồi anh ta thầm liếc nhìn Đường Tuấn đang nghiêm túc quan sát, trong lòng cười nhạo một tiếng, cậu nhóc, đừng trách tôi. Chỉ có thể trách cậu không biết điều thôi, con người quý ở chỗ tự biết mình, dựa vào cậu mà muốn sai bảo tôi sao? Đang nghĩ như vậy, Quách Thịnh Minh đột nhiên xoay người lại, một chiêu Thiết Sơn khóa hướng về phía Đường Tuấn. Thiết Sơn khóa này là sát chiêu của bát cực quyền, Quách Thịnh Minh đã luyện một cách thành thạo từ lâu rồi. Toàn lực thi triển, tự tin đến cả một gốc cây to như eo người cũng có thể bẻ gãy được. Lúc này nếu không có gì bất ngờ thì Đường Tuấn chỉ có con đường chết thôi. Chương 192, tại sao tôi phải tha cho anh? Thiết Sơn khóa của Quách Thịnh Minh chuẩn bị đánh vào vai của Đường Tuấn, Đường Tuấn mới tỉnh táo trở lại. Anh nở một nụ cười khinh thường, Quách Thịnh Minh cho rằng anh ta đã che giấu tốt, nhưng anh ta không biết Đường Tuấn là một cao thủ cảnh giới chân khí, cảm nhận được sát khí trên người anh ta. Đối mặt với Thiết Sơn khóa, Đường Tuấn rất bình tĩnh, anh dịch vai như bình thường mà tung ra một quyền. Đó là một chiêu băng quyền, chính là bát cực quyền mà lúc nãy Quách Thịnh Minh đã sử dụng. Thấy vậy, Quách Thịnh Minh thầm chế nhạo trong lòng, thằng nhãi này chuẩn bị chết rồi nên biến thành thằng ngu luôn rồi à, còn dám dùng băng quyền chống đỡ, hay là đang vừa học vừa thực hành, thật sự nghĩ mình là tông sư võ đạo. Suy nghĩ của hai người chỉ lóe lên trong chớp mắt, với khí thế ngang tàng, nắm đấm của đường Tuấn đánh chúng vào vai Quách Thịnh Minh lúc mà quách thịnh minh đang nghĩ đường tuấn chắc chắn sẽ phải tự chặt đứt cánh tay anh ta đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bấm bay lộn nhào trên không đâm vào cây đa cổ thụ mới dừng lại khí huyết không ổn định khiến anh ta rất khó chịu làm sao có thể chứ băng quyền của tôi sao có thể mạnh mẽ như thế nỗi đau thể xác không bằng một phần vạn nỗi đau tâm lý đường tuấn đã đánh bại anh ta bằng bát cực quyền mà anh ta giỏi nhất điều này khiến anh ta không thể chấp nhận được đường tuấn thu tay trên mặt là vẻ hài lòng, xem ra bát cực quyền đánh rất được, trận đấu quyền anh ngầm sắp bắt đầu mà anh chưa có kỹ thuật võ công nào, vừa hay có thể sử dụng bát cực quyền, còn có thể che giấu thân phận của anh. Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt đường Tuấn khiến Quách Thịnh Minh nổi điên, trong lòng một bụng tức, không kìm được vết thương, nôn ra một ngụm máu. Cho dù nắm đấm vừa nãy của đường Tuấn không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng đến 6, 7 phân lực, chỉ có số ít cao thủ nội công cảnh giới đại thanh mới đỡ được nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Quách Thịnh Minh, đường tuấn chế nhạo, bước lại gần, nói, ha ha. Đây là cách báo ơn của Quách Thịnh Minh anh à. Trên khóe miệng Quách Thịnh Minh còn vương vệt máu, anh ta hét lên như một kẻ điên, không thể nào. Chỉ bằng cậu, một nội công trung kỳ sao có thể đánh bại tôi được. Nội công trung kỳ, đường tuấn chế nhạo, ai nói cho anh, tôi là nội công trung kỳ. Anh vươn tay ra, bắt lấy một chiếc lá đa đang rơi, rót chân khí vào, chiếc lá đa bỗng chốc dựng lên thẳng tắp. Phút, đường Tuấn Phi lá đa đi, chiếc lá cây đa mềm mại lại như con dao cắt vào không khí, nó lướt qua má Quách Thịnh Minh nhanh như cắt. Trên mặt Quách Thịnh Minh xuất hiện một vết xước, máu tươi từ đó chảy xuống. Hái hoa phi lá, đều có thể gây ra thương tích. Quách Thịnh Minh lẩm bẩm nói, trên mặt như thể không thấy đau đớn, thân thể run rẩy nói đây chẳng phải là chiêu thức của tông sư cảnh giới chân khí sao. Sao cậu lại biết? Uổng cho người ta gọi anh là phong lôi bát cực, bây giờ vẫn chưa hiểu sao." Đường Tuấn giận dữ nói. "Tông sư, cậu là tông sư cảnh giới chân khí." Quách Thịnh Minh kinh ngạc sợ hãi, hoảng hốt hét lên. "Nói đi, anh muốn chết như thế nào?" Đường Tuấn đứng ở trước mặt Quách Thịnh Minh, trong tay lại cầm một chiếc lá đa. Chiếc lá được rót chân khí vào, phát ra âm thanh leng keng như kim loại. Quách Thịnh Minh cảm thấy sợ hãi, lúc này anh ta đang bị thương nặng kể cả khi anh ta không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của tông sư cảnh giới chân khí anh ta không ngờ rằng đường tuấn lại là tông sư cảnh giới chân khí nhưng anh ta biết rằng nếu anh ta không làm cái gì đó cứu vãn tình thế thì anh ta sẽ chết ngay lập tức phịch vừa rồi là quách thịnh minh có mắt không tròng xin tông sư rộng lượng không trách tiểu nhân xin ngài tha cho tôi lần này trong lúc sinh tử quách thịnh minh đâu có thời gian quan tâm đến cái danh bát cực phong lôi Tại sao tôi phải tha cho anh?" Đường Tuấn hỏi ngược lại. Chương 193, nhớ những gì tôi đã nói. Quách Thịnh Minh không chút do dự nói, "Chỉ cần tông sư tha cho tôi, từ hôm nay trở đi, cái mạng này của tôi chính là của tông sư." "Tôi làm sao tin anh được? Anh vừa hứa với tôi điều kiện tương tự, nhưng anh lại quay người thì muốn giết tôi luôn mà." Đường Tuấn lạnh lùng nói. Quách Thịnh Minh biết bản thân đã phạm sai lầm nếu biết đường Tuấn là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, cho anh ta một vạn cái lá gan cũng không dám ra tay với đường Tuấn. Lúc này anh ta không nghĩ ra điều kiện gì có thể khiến đường Tuấn tha cho anh ta, trong lòng lo lắng như kiến trên chảo nóng, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhìn gương mặt sắp hết kiên nhẫn của đường Tuấn, chiếc lá trong tay anh có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, Quách Thịnh Minh vội nói, Tông Sư, tôi là môn chủ của bát cực quyền, chỉ cần ngài tha thứ cho tôi, thì toàn bộ bát cực quyền sau này đều sẽ nghe theo lời của Tông Sư. Đường Tuấn nói, với một chút sức mạnh tu luyện của ông, cũng dám tự xưng mình là môn chủ bát cực quyền. Bát cực quyền là một trong những loại quyền lâu đời của nước Việt Nam, từ khi được phát minh cho đến nay, đệ tử tu luyện chắc chắn có không ít, với trình độ tu luyện của Quách Thịnh Minh thì làm sao có thể quản lý môn phái to lớn như thế. Quách Thịnh Minh giải thích, Tông Sư chắc không biết, Bát Cực Quyền do tôi quản lý chỉ là một nhánh nhỏ của Bát Cực Quyền, số người không nhiều, chỉ có mấy chục người thôi. Trong đó có gần người là là cao thủ nội công. Ra là vậy, Đường Tuấn suy nghĩ, một lát sau mới nhìn chằm chằm Quách Thịnh Minh, nói, nếu có lần sau, anh sẽ không có cơ hội nói chuyện với tôi nữa. Quách Thịnh Minh nghe thấy vậy, mặt mày vui mừng, vội vàng quỳ lại cảm ơn, không hề cảm thấy xấu hổ. Tôi sắp tới có việc phải ra ngoài, anh thay tôi bảo vệ chú Diệp cho tốt. Đường Tuấn nói. Thấy Quách Thịnh Minh có điều thắc mắc, Đường Tuấn giải thích là Diệp Nam Nhật của tập đoàn Nam Nhật, nếu tôi quay về mà biết chú tôi xảy ra chuyện gì thì, ha ha. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ sắp được đưa ra thị trường, lúc đó chắc chắn sẽ có người dở trò với Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn không thể suốt ngày bảo vệ bên cạnh Diệp Nam Nhật nên đã giao việc này cho Quách Thịnh Minh. Nghe vậy, Quách Thịnh Minh không dám do dự, đồng ý ngay lập tức. Này, Đường Tuấn, sao anh lại ở đây? Lúc Đường Tuấn và Quách Thịnh Minh đang nói chuyện, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau hai người họ. Giọng nói lanh lảnh làm người nghe sảng khoái. Đường Tuấn quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy người đang tới, nói thì ra là bác sĩ Mộ Dung. Người đến là Mộ Dung Lan, cô ấy là bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Việt nhất thành phố Vinh. Đường Tuấn từng chữa bệnh cho cô ấy. Đường Tuấn định tìm cô ấy nói lời tạm biệt trước khi đi thi đấu quyền anh ngầm. Cô ấy mặc chiếc váy liền thân màu xanh ra trời, đầu đội chiếc mũ che nắng, che đi gần hết khuôn mặt, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, thỉnh thoảng có cơn gió khẽ thổi làm đuôi tóc đung đưa. Mộ Dung Lan vén mấy sợi tóc mai ra sau, cười nói, tôi và mấy bác sĩ trong bệnh viện được giáo sư Thẩm Dũng mời đến dạy học cho các học sinh học viện y học. À, bạn của anh sao lại chảy máu thế? Không sao chứ. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Lan nhìn thấy vết máu bị lá đa cắt trên mặt Quách Thịnh Minh, quan tâm hỏi han. Bản thân cô ấy là bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân bị thương bệnh nghề nghiệp tái phát cô ấy muốn tiến lên xem cho quách thịnh minh quách thịnh minh nhanh chóng nói không có việc gì đường tông anh đường tôi đi trước đây nhớ những gì tôi đã nói đường tuấn gật đầu quách thịnh minh rời đi với tâm trạng lo lắng bạn của anh thật kỳ lạ mà này không phải tên của anh là đường tuấn sao sao cậu lại gọi là đường tông mộ dung lan thắc mắc lúc nãy quách thịnh minh lỡ lời suýt nữa gọi thành đường tông sư còn may chưa nói hết thì lại bị Mộ Dung Lan hiểu nhầm. Chương 194, vậy thì khi nào bác sĩ Mộ Dung có rảnh? Đường Tuấn cười ha ha bỏ qua chủ đề này. Đúng rồi, tại sao anh lại ở đây? Mộ Dung Lan hỏi. Đường Tuấn vừa muốn trả lời thì có một tiếng gọi với tiếng cười sảng khoái vang lên, "Bác sĩ Mộ Dung, thì ra cô ở đây. Làm tôi tìm mệt quá." Đường Tuấn theo tiếng nói nhìn qua. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đeo kính đen mặc áo sơ mi quần tây đang vẫy tay với Mộ Dung Lan. Quan trọng nhất là người đàn ông kia đang cầm một bó hoa hồng đỏ. Mộ Dung Lan nhìn thấy người đi tới, hơi nhíu mày. "Bác sĩ Mộ Dung, lúc nãy tôi có nghe bài giảng của cô, nó rất có ích với tôi. Mặc dù tôi không xuất thân y học cổ truyền chính quy nhưng tôi vẫn có thể từ trong bài giảng của cô học được rất nhiều điều mới mẻ." Người đàn ông cầm bó hoa tươi, chậm rãi nói. Mộ Dung Lan khẽ cười nói, "Thầy Trần quá khen, tôi chỉ giảng lại bài học của những người đi trước và thêm vào một chút kinh nghiệm của mình mà thôi, không có gì nhiều cả." Cô lén lút nhìn Đường Tuấn, y thuật của cô ấy đã xem như rất tốt nhưng mà ở trước mặt Đường Tuấn người có năng lực sử dụng 13 kim châm quỷ môn thì tính cái gì? Nụ cười của thầy Trần hơi cứng lại, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình thường lại, cầm bó hoa hồng trong tay đưa cho Mộ Dung Lan, nói, "Đã sớm nghe đến y thuật xuất sắc của bác sĩ Mộ Dung" Không biết tôi có vinh hạnh được mời bác sĩ Mộ Dung ăn một bữa cơm để trao đổi một chút về y thuật hay không. Làm sao Mộ Dung không biết ý định của thầy Trần chứ, cô ấy từ trên đường chuồn ra đây cũng là bởi vì không muốn bị mấy người đàn ông muốn trao đổi y thuật tới quấy rầy mình. Thầy Trần này tương đối khác biệt với mấy người đàn ông kia, anh là phó giáo sư trẻ tuổi của đại học y, nghe nói cha anh là một trong những người lãnh đạo của đại học Vinh. Nếu như là trước kia với tính tình dịu dàng của mộ dung lan thì cô ấy sẽ uyển chuyện nhẹ nhàng mà từ chối. Nhưng bây giờ đường Tuấn đang đứng bên cạnh nên cô ấy thẳng thắn đẩy bó hoa trở lại, nói thầy Trần, tôi còn phải chữa bệnh cứu người nên không rảnh. Nếu anh muốn trao đổi y thuật thì có thể đi tìm giáo sư Thẩm Dũng, trình độ của ông ấy về y học cổ truyền cao hơn tôi rất nhiều. Thầy Trần nghe mấy lời này, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Cô gái này thật là khó khăn, nếu mình muốn trao đổi y thuật thì có lắm người ra đấy mà trao đổi cần gì tới tìm cô ấy cô gái nào mà chẳng như vậy miệng thì nói không cần giả vờ rụt rẻ yếu đuối chỉ cần mình kiên trì một tí thì sẽ tự động chui vào tay ngay thôi vậy thì khi nào bác sĩ mộ dung có rảnh cô có vội thì cũng sẽ có thời gian rảnh chứ nhỉ đến lúc đó tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô thầy trần cố gắng tươi cười hiền lành hết sức có thể dựa vào chiêu này anh ta đã tán được rất nhiều nữ sinh viên trong trường học Mộ Dung Lan cũng sẽ không thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh. "Này, anh không nghe thấy người khác đã từ chối mình rồi hay sao? Còn ở đây làm cái gì?" Trong lúc Mộ Dung Lan đang nhăn chặt mày suy nghĩ làm thế nào để đối phó thì đã có người thay cô ấy mở miệng trước. Thầy Trần nghe thấy mấy lời này cảm thấy rất khó chịu. Lúc nãy anh ta thấy Đường Tuấn đứng bên cạnh Mộ Dung Lan nhưng anh ta nghĩ chỉ là sinh viên của trường mà thôi, hơn nữa Đường Tuấn ăn mặc quá bình thường cho nên anh ta không để vào mắt. Bây giờ bị đường Tuấn nói năng như thế, mặt mũi không nhịn được, trầm giọng nói cậu là học sinh ngành nào. Có biết bây giờ là thời gian đi học hay không, ai cho cậu đi loạn ở bên ngoài như vậy. Còn không nhanh chóng quay trở lại cho tôi, còn nói nhiều thì đừng trách tôi báo tin cho chủ nhiệm của cậu ghi lỗi nặng. Thầy Trần nói năng mẫu mực, tự nhận là mình xử lý rất tốt, sinh viên bây giờ sợ nhất là bị xử phạt ảnh hưởng tới tốt nghiệp. Anh ta có thể mượn có hội này để biểu hiện trước mặt mộ dung lan nhìn xem uy nghiêm của mình, Thật là một công đôi việc. Đáng tiếc là anh ta đã quên một chuyện, Đường Tuấn cũng không phải là sinh viên của Đại học Vinh. Đường Tuấn cười lạnh nói, cái tội chụp lên đầu thật lớn. Tôi chỉ nói một câu thôi mà đã bị ghi một lỗi nặng. Thầy rất oai phong đấy. Chương 195, không có chuyện gì chứ? Khóe miệng thầy Trần cong lên, hiện ra một nụ cười đắc ý, nói, xem ở trên mặt mũi của bác sĩ mộ dung, nhanh chóng rời đi thì tôi có thể không tính toán. Nếu tôi không đi thì sao?" Đường Tuấn nói. Trong lúc nói chuyện anh thuận tay ôm lấy vòng eo thon thả của Mộ Dung Lan, nói, "Tôi là bạn trai của bác sĩ Mộ Dung, không nhìn thấy tụi tôi đang nói chuyện với nhau hay sao? Người nên rời đi là ông mới đúng chứ." Cảm nhận được cảm giác ấm áp từ bên hông truyền đến, khuôn mặt Mộ Dung Lan ửng đỏ nhưng cũng không có tránh ra mà vẫn để Đường Tuấn ôm cô ấy như vậy. Thầy Trần sững sờ, sao thằng nhóc này có thể là bạn trai của Mộ Dung Lan được? không phải là Mộ Dung Lan còn đang độc thân hay sao? Anh ta nhìn khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ của Mộ Dung Lan, trong lòng tức giận muốn bốc khói. Lẳng lơ, bên ngoài thì giả bộ thanh cao, không ngờ bên trong lại là cô gái lẳng lơ như vậy. Uổng công anh ta coi trọng cô. Thầy Trần chửi rủa ác độc ở trong bụng. Nhưng mà càng là như thế, anh ta càng không cam lòng. Sao còn chưa đi nữa? Thầy Trần, Đường Tuấn trêu tức nói anh cố ý nhấn mạnh ba chữ thầy trần để chọc tức anh ta thầy trần hung ác nhìn nói cậu nhóc có dám báo tên ra hay không thân là phó giáo sư lại bị mất mặt bởi một học sinh đương nhiên là phải kiếm biện pháp tìm trở lại đường tuấn đường tuấn nói năng không chút do dự được đường tuấn thấy trần oán hận mà nhìn mộ dung lan nói dám quan hệ nam nữ lung tung bất chính trong trường học chờ tôi báo cho lãnh đạo trường tôi xem cậu phải làm sao bây giờ Bác sĩ Mộ Dung, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi, không dùng trái tim để chữa bệnh cứu người mà lại cùng loại nhóc con như vậy yêu đương, quả thật là sỉ nhục của giới y học. Thầy Trần không ý thức được cách đây mấy phút anh ta còn muốn cùng Mộ Dung lan trao đổi y thuật. Tóm lại là chỉ có một câu, cô gái này không cùng anh ta mà lại dám cùng loại nam sinh chưa đủ lông đủ cánh này, chính là sai lầm. "Tùy", Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt không sao cả dù sao thì anh cũng quyết định sẽ từ trước rời khỏi Đại học Vinh cho nên không sợ thấy Trần dở thủ đoạn gì đó. Nói nữa, lấy thân phận bây giờ của Đường Tuấn thì thầy Trần dở thủ đoạn có ích gì? Thầy Trần nghe vậy, tức không có chỗ xả, chỉ vào Đường Tuấn, hung ác nói, được. Được lắm, vậy cậu chờ đó cho tôi, xem tôi dạy dỗ cậu ra sao. Nói xong, thầy Trần giận dữ rời đi, còn bó hoa hồng đỏ thắm kia thì bị anh ta quăng thẳng vào trong thùng rác. Đợi sau khi thầy Trần đã đi xa, đường Tuấn mới bỏ tay ra, tiếng nói mang theo xin lỗi mà nói, ngại quá bác sĩ Mộ Dung, trong tình thế cấp bách nên đã mạo phạm. Mộ Dung Lan lắc đầu, trong lòng có chút mất mát. Lúc nãy thấy Trần nói đúng, cô ta lớn hơn đường Tuấn đến mấy tuổi, tranh lệch của hai người cũng vì điều này mà cách thật xa, thật đúng là không có khả năng. Đúng rồi, hai ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, nói thật, anh cũng không biết tại sao mình phải nói chuyện này cho Mộ Dung Lan, rõ ràng là hai người chỉ mới gặp nhau có mấy lần. Mộ Dung Lan nói, không có chuyện gì chứ? Đường Tuấn lắc đầu, không có nói rõ là mình phải đi tham gia thi đấu ngầm. Đúng rồi, anh còn không nói cho tôi biết vì sao anh lại ở đây. Mộ Dung Lan không nghĩ nhiều, hỏi. Đường Tuấn nói, vừa hay tôi làm việc ở Đại học Vinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 196, có lẽ đây là số mệnh rồi. À, là như vậy sao? Bỗng nhiên mộ dung lan nghĩ đến gì đó, vẻ mặt thay đổi, nói, không hay rồi, Trần La Sinh, cha của của thầy Trần là lãnh đạo của trường Đại học Vinh, lúc nãy anh đắc tội anh ta như vậy, anh lại làm việc ở Đại học Vinh, chỉ sợ sẽ rước đến rất nhiều phiền phức. Đường Tuấn lắc đầu cảm thấy không có gì cả. Mộ Dung Lan thở dài, hơi tự trách mà nói, đều là bởi vì tôi nếu không thì như thế này đi cậu từ chức ở đại học vinh đi bệnh viện làm việc đi lấy y thuật của cậu thì muốn làm bác sĩ chủ nhiệm cũng rất đơn giản trong lòng cô ấy có suy nghĩ riêng nếu đường tuấn đến bệnh viện làm việc thì hai người có thể được gặp nhau mỗi ngày không cần đại học vinh có trần la sinh thì bệnh viện cũng có lưu hoan đường tuấn thản nhiên nói mộ dung lan giật mình nhớ đến đường tuấn cũng vì mình mà đắc tội với lưu hoan con trai của viện trưởng nghĩ như vậy Cô ấy có hơi thất vọng, y thuật Đường Tuấn rất tốt nhưng lại không có chỗ dựa, ngay cả hạng người như Lưu Hoan, Trần La Sinh mà cũng có thể gây khó dễ cho anh thì nói chi đến phía sau cô ấy còn có những người lớn mạnh hơn Lưu Hoan, Trần La Sinh rất nhiều lần. Có lẽ đây là số mệnh rồi, Mộ Dung Lan than thở trong lòng. Bỗng nhiên điện thoại Mộ Dung Lan vang lên. "Được, tôi đã biết rồi, giáo sư Thẩm." Mộ Dung Lan nghe xong, tắt điện thoại. "Không cần Đường Tuấn mở miệng hỏi." Mộ Dung Lan đã nói là giáo sư thẩm gọi tới, lịch dạy của thầy đã xong rồi nên bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm cùng với lãnh đạo trường, gọi tôi qua đó. Đường Tuấn cười nói, vậy cô đi qua đi. Mộ Dung Lan cân nhắc một tí, bỗng nhiên nói, nếu không thì, anh đi qua với tôi luôn đi. Thế nào, thần y đường? Có được không, đường Tuấn nói. Sao lại không được chứ? Lần trước anh chữa trị cho Trần Nhật Minh, giúp bệnh viện chúng tôi nhiều như thế, tôi còn chưa có cảm ơn anh một cách nghiêm túc. Hơn nữa, không phải là có giáo sư Thẩm hay sao? Đều là người quen, chẳng lẽ anh sẽ ngại ngùng sao? Mộ Dung Lan trêu đùa. Đường Tuấn cười nhẹ, đành phải đồng ý. Anh cũng muốn tìm Thẩm Dũng nói chút việc, lần thi đấu quyền ngầm này có lẽ sẽ tốn khoảng mấy ngày, trong lúc đó thì cần phải bàn bạc kỹ hơn về cách chữa trị bệnh tình cho Thẩm Ngọc Nhu. Mộ Dung Lan thấy Đường Tuấn đồng ý, trên mặt rộ lên nụ cười. Lãnh đạo trường mở tiệc chiêu đãi mấy bác sĩ ở trong Quý Tân lâu cách đại học Vinh không xa, đương nhiên là Quý Tân lâu này không được xa hoa quý phái như Mãn Giang lâu, nhưng cũng được coi là có đẳng cấp. Mấy phút sau, Đường Tuấn và Mộ Dung Tuệ đã đi tới Quý Tân lâu, gọi cho Thẩm Dũng hỏi số phòng, hai người cùng nhau đi vào. Đa số những bác sĩ tới trường giảng bài cho sinh viên lần này là những người lần trước chữa trị cho Trần Nhật Minh. Mộ Dung Lan vừa đi vừa nói chuyện với Đường Tuấn. Vậy Lưu Hoan đâu? anh ta cũng tới đây." Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, nói: "Sao anh ta có thể đến đây được?" Người này lấy hết công lao chữa trị cho Trần Nhật Minh ôm vào trên người mình, được truyền thông tung hô tuyên truyền, bây giờ anh ta cứ như là một ngôi sao lớn, mỗi ngày đều có người của đài truyền hình và tạp chí y học đến phỏng vấn anh ta. Thậm chí có mấy người còn nói là y thuật của Lưu Hoan đã vượt qua giáo sư Thẩm Dũng, trở thành thần y chân chính của thành phố Vinh. Nói tới đây, Mộ Dung Lan vùng vùng nắm tay nhỏ, nói, người này thật sự là quá đáng ghét, nếu lần trước không nhớ anh thì làm sao anh ta có được hôm nay. Vậy mà còn giả bộ nhân từ cao cả, cứ như mình thật sự là thần y cứu thế, thật là quá ghê tởm. Lần trước tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn anh ta còn nói là y học hiện đại mới là y thuật cứu vớt thế giới, nói y học cổ truyền là mê tín phong kiến, còn kêu gọi mọi người không nên đi tin tưởng y học cổ truyền. Đường Tuấn nghe đến đó, ánh mắt đông lại, Âm thanh lạnh lùng nói, anh ta muốn làm gì? Lúc trước Lưu Hoan chiếm đoạt công lao cứu chữa cho Trần Nhật Minh làm của riêng, thậm chí là nhờ đó mà trở thành ngôi sao thần y thì Đường Tuấn cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà anh không nghĩ tới là Lưu Hoan lại dám lợi dụng cơ hội mà ở trước mặt công chúng công kích nói xấu y học cổ truyền. Mộ Dung Lan cũng rất phẫn nộ, lắc đầu không biết. Lúc trước Lưu Hoan thường hay nói mấy câu chỉ trích y học cổ truyền nhưng mà chưa bao giờ cực đoan liều lĩnh như bây giờ. Mộ Dung Lan là một bác sĩ y học cổ truyền cho nên cô ấy biết ngôn luận tạo nên rất nhiều tổn hại cho y học cổ truyền. Xem ra là phải tìm một cơ hội để nói chuyện với anh ta, nếu cứ để mặc cho Lưu Hoan bịa đặt như vậy thì sẽ có ảnh hưởng rất tệ đối với y học cổ truyền, về sau sẽ rất ít người tin tưởng vào y học cổ truyền. Đường Tuấn hơi hơi nắm chặt bàn tay, thầm nghĩ trong lòng. Chương 197, có gì không ổn? T. Bỗng nhiên anh nghĩ tới điều gì đó nghiêng đầu nhìn sườn mặt của mộ dung tuệ, nói, đúng rồi, tên lưu hoan kia có làm chuyện gì quá đáng đối với cô hay không? Mộ dung lan hơi hơi buồn bã, lắc đầu phủ nhận. Đường Tuấn nhìn biểu cảm của cô ấy, xem ra hôm đó anh dạy dỗ lưu hoan chưa đủ. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi tới trước cửa phòng, mộ dung lan gõ gõ cửa, sau đó đẩy vào. Cửa phòng được đẩy ra, ánh đèn sáng trói ập vào mắt, đây là một căn phòng rất lớn, có thể so với chiêu đãi ở ngoài đại sảnh trong phòng có sắp xếp bốn cái bàn, cả trai lẫn gái đều ăn mặc quần áo cao sang, nhìn người bên cạnh cười nói hoặc là cụm ly với nhau. Hầu hết những người bên trong đều là bác sĩ nòng cốt trong bệnh viện, giáo sư nổi danh và các lãnh đạo, hiển nhiên loại xã giao này là để bọn họ phát triển các mối quan hệ làm ăn hợp tác. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan vừa tiến vào đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Trong đó, đa số ánh mắt đều dừng lại ở trên người Mộ Dung Lan, Mộ Dung Lan được xưng là cô gái xinh đẹp nhất của bệnh viện thành phố Vinh. Ngay cả đạt ở trong đại học Vinh gái xinh như mây thì cô ấy vẫn được cho là người xinh đẹp và sáng nhất. Vậy nên đương nhiên là có rất nhiều người khác phái muốn làm bạn với cô ấy. Mà một số ít người thì nhìn Đường Tuấn đang đứng bên cạnh Mộ Dung Lan, thấy anh ăn mặc bình thường, tính hết toàn bộ gia sản của anh thì có lẽ không đủ để mua một món trang sức trên người một cô gái nào ở đây ánh mắt nhìn đường tuấn mang theo một loại khinh thường giống như bọn họ là người ở tầng lớp thượng lưu mà đường tuấn là người ở tầng lớp hạ lưu đương nhiên là có một số ít người ở trong bệnh viện có nhận ra đường tuấn là người chữa trị cho trần nhật minh nhưng chỉ hơi nhíu mày không nói gì thêm đường tuấn anh cũng tới đây sao thẩm dũng đang ngồi ở trên bàn bỗng nhiên nhìn thấy đường tuấn lập tức vẫy tay với anh đường tuấn và mộ dung lan đành phải đi qua giáo sư thẩm đường tuấn chào hỏi thẩm dũng thẩm dũng cười ha ha nhìn đường tuấn nói anh đến đây cũng vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm thuận tiện trao đổi y thuật với mọi người lấy trình độ y thuật của anh thì chỉ dạy cho bọn họ một chút là bọn họ có thể có được rất nhiều sáng kiến mới trên bàn chính chỉ còn dư lại hai vị trí trống hiển nhiên là cố ý giữ lại thẩm dũng lôi kéo đường tuấn ngồi xuống nhưng một giọng nói thản nhiên lại vang lên ngay lúc này giáo sư thẩm anh làm vậy sợ là không ổn lắm động tác thẩm dũng hơi hơi dừng lại nhìn người đang nói chuyện, nhướng mày hỏi có gì không ổn. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tai to mặt lớn, bộ âu phục bị thân hình mập mạp của ông ta căng chặt khít. Ông ta tựa lưng vào trên ghế, bởi vì uống vài lý rượu nên vẻ mặt có hơi hơi ửng đỏ, ông ngẩng đầu nhìn thẩm dũng, nói, nếu anh để cho bác sĩ mộ dung ngồi ở đây thì tôi sẽ không nói một lời nào nhưng thằng nhóc này là cái thá gì, có tư cách gì mà ngồi ở đây, cùng ngồi cùng ăn với tôi. Thẩm Dũng rất khó chịu, mặc dù ông rất có danh vọng ở Đại học Vinh nhưng lại có mấy người không coi lời ông ra gì, ví như người đàn ông trung niên này. Người đàn ông này tên Ngô Thiên Hào, là phó hiệu trưởng của Đại học Vinh, phụ trách mảng bổ nhiệm nhân sự, bữa tiệc này là ông ta mở ra để chiêu đãi các bác sĩ của bệnh viện thành phố Vinh. Thấy Ngô Thiên Hào lên tiếng, những người đang ngồi trên bàn ngay lập tức nói theo. "Đúng vậy, giáo sư Thẩm, anh xem bộ dạng nghèo kiết xác của cậu ta." nếu ngồi ở đây ăn cơm thì làm sao chúng tôi có thể nuốt trôi. Hơn nữa thằng nhóc này không phải là người ở trong trường, cũng không phải là người của bệnh viện, dựa vào cái gì mà có thể ngồi ở đây, chẳng lẽ chỉ bằng vào một câu nói của giáo sư thẩm hay sao? Còn nói cái gì kêu cậu ta chỉ dạy y thuật cho chúng tôi, hừ, lúc chúng tôi bắt đầu làm nghề y để chữa bệnh thì phỏng trừng tên nhóc này còn đang chơi bùn lăn đất. Chỉ dạy chúng tôi, cậu ta xứng chắc, nếu đổi lại là bác sĩ lưu hoan thì nói không chừng còn được chương 198, hửm, tôi làm gì mà quá đáng. T. Thẩm Dũng càng nghe vẻ mặt càng tái xanh, ông không nghĩ tới mình chỉ nói có một câu thôi mà đã khiến Đường Tuấn đứng ở mặt đối lập với mọi người. Nhất là khi nhìn đến khuôn mặt nịnh nọt khinh thường của mấy người trong học viện, ông càng thức đến muốn đập bàn. Ông lấy ngón tay chỉ vào mọi người, nói, mấy người thì biết cái gì. Cái tên Lưu Hoan kia là cái thá gì, nếu lúc đó không có Đường Tuấn thì làm gì có cái tên Lưu Hoan ngày hôm nay. Hửm, ngón tay Ngô Thiên Hào đập đập mặt bàn, hài hước nói, nói như vậy thì chắc là cậu nhóc này là rất lợi hại, ngay cả bác sĩ Lưu Hoan cũng nhờ cậu mới có được danh tiếng như bây giờ, nếu không thì cậu nói nói cho chúng tôi nghe một chút, nếu nói hay thì không chừng tôi sẽ cho cậu ngồi ở đây. Tuy rằng lời nói như là đang khách sáo, nhưng biểu cảm khinh thường như là đang xem phim hài của Ngô Thiên Hào rõ rành rành ra đó, ai mà không thấy được ý nghĩ của ông. Mọi người cười thầm trong lòng muốn nhìn xem người trẻ tuổi được giáo sư Thẩm Dũng nâng lên mây này làm sao từ bỏ xuống được. Cảm thấy trong lòng sảng khoái nhất không ai khác là mấy người ngồi ở ba bàn còn lại, bọn họ còn không có tư cách ngồi ở bàn chính thì anh ta dựa vào cái gì được ngồi ở chỗ đó. Mỗi người đều phải ngồi ở trên vị trí thích hợp với mình, nếu ngay cả điều này cũng không biết thì không phải là tự đi diễn hài hay sao? Thẩm Dũng muốn giải thích Đường Tuấn mới là người trị khỏi bệnh cho Trần Nhật Minh nhưng Đường Tuấn lại ngắt lời ông thôi khỏi đi giáo sư thẩm, ngồi chỗ nào mà chẳng như nhau, cần gì phải chấp nhận với bọn họ. Đường Tuấn nói, nhưng mà cậu, thẩm dũng rất tức giận, ngay cả ông còn tự ti trước y thuật của đường Tuấn thì đương nhiên ở đây không có ai so được với anh, người có tài lại bị hát hủi như vậy thì làm sao không khiến ông cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, người trẻ tuổi thì phải biết mình là ai, Ngô Thiên Hào gật đầu, sau đó chỉ vào cái bàn gần bên góc, nói chỗ đó còn trống. Cậu cứ ngồi ở đó trước đi. Loại tiệc xã giao này thường hay ngồi theo thân phận địa vị của mình, vị trí chỗ góc bàn là tiêu biểu cho những người không có thân phận địa vị ở nơi này. Phó hiệu trưởng Ngô, anh đừng có quá đáng, thẩm dũng lạnh lùng nói. Mộ Dung Lan cũng rất tức giận. Hừm, tôi làm gì mà quá đáng? Ngô Thiên Hòa biểu cảm hờ hững như là đã nắm hết mọi chuyện trong tay, nói còn không biết người này là từ trong cái xó xỉnh nào nhảy ra đây. Tôi xem ở trên mặt mũi của giáo sư thẩm nên mới không đuổi cậu ta ngoài, để cho cậu ta ở trong đây ăn cơm đã là ân đức lớn lao mà cậu ta thích được rồi. Không có gì, Đường Tuấn ngăn cản lại Thẩm Dũng đang tức giận. Nếu không phải không muốn để mộ dung lan và Thẩm Dũng khó xử thì anh đã sớm đẩy cửa rời đi rồi. Tôi ngồi cùng anh, bỗng nhiên mộ dung lan lên tiếng. Đường Tuấn lắc đầu, vỗ vỗ mở u bàn tay mộ dung lan, nói cô cứ ngồi ở trong đây đi. Nói rồi anh quay người đi tới cái bàn ở trong góc. Ngô Thiên Hào nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, Hai lòng cong khóe miệng lên nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn Thẩm Dũng nói nhỏ: "Bây giờ mới đúng, người trẻ tuổi là phải biết tiến biết lùi cần gì phải làm tất cả mọi người không thoải mái chứ?" Thẩm Dũng hừ lạnh một tiếng, thở phì phò ngồi xuống, Mộ Dung Lan cũng hờn giận trong lòng mà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dũng, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy hối hận, nếu sớm biết sẽ gặp tình huống xấu hổ như vậy thì cô ấy sẽ không dẫn Đường Tuấn đến đây. Chương 199 mọi người nhìn tình huống như thế, càng thêm nhiệt tình nịnh nọt Ngô Thiên Hào. Thẩm Dũng rất đáng giá kính trọng nhưng mà chỉ là trên y thuật mà thôi, nếu bọn họ muốn thăng chức thì còn phải nhìn mặt mũi Ngô Thiên Hòa mà sống, bên nào nặng bên nào nhẹ, phải biết phân chia cho rõ ràng. Phòng này có bốn cái bàn, những người ngồi trên bàn này đa số đều là người trẻ tuổi lại không có chỗ dựa, nhưng mà sau khi Đường Tuấn ngồi xuống thì mấy người này tự nhiên mà dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh. Tôi nói này người anh em, Cậu đúng là không có ánh mắt mới dám đi ngồi bàn chính, phải tự mình nhìn xem mình đáng giá nhiêu chứ. Đường Tuấn vừa mới ngồi xuống thì đã có một người đàn ông khoảng 30 tuổi lấy loại giọng điệu trải đời mà khuyên nhủ anh. "Đúng vậy, cái vị trí kia là để lại riêng cho giáo sư Trần La Sinh." Một cô gái ăn mặc mát mẻ với lớp trang điểm dày trên khuôn mặt nói, "Giáo sư Trần người ta là người có hy vọng trở thành giáo sư chính quy trẻ tuổi nhất của trường đại học Vinh, cha của anh ta còn là lãnh đạo của trường." Nghe nói là có thể sẽ là hiệu trưởng tiếp theo của đại học Vinh chúng ta. Nếu không thì làm sao hiệu phó Ngô lại cố ý để lại chỗ ngồi cho anh ta chứ? Thật là càng so sánh càng tức chết người, tôi ở đại học Vinh sắp 10 năm rồi mà ngay cả phó giáo sư cũng không làm nổi, người ta thì sắp trở thành giáo sư chính thức. Quả nhiên là trong nhà có người làm to thì ai ai cũng được nhờ. Người đàn ông ngồi kế bên Đường Tuấn than thở nói: "Thôi đi, anh mà cũng dám đi so với giáo sư Trần" có người khinh bỉ nói. Ha ha, người đàn ông không để bụng cười khẽ một tiếng, anh quay qua nhìn Đường Tuấn hỏi, nhìn cậu em lạ mắt quá, cậu thăng chức từ đâu lên? Đường Tuấn chế cho mình một ly nước, nói, làm việc trong thư viện của đại học Vinh. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên Đường Tuấn cảm giác được mấy cái ánh mắt mang theo xem thường đang nhìn mình. Vốn dĩ bọn họ có một chút hứng thú với Đường Tuấn, bây giờ biết được ngay cả thầy giáo mà anh cũng không phải chỉ là làm mấy chuyện lặt vặt trong thư viện thôi, cảm giác khinh bỉ không nhịn được mà sinh ra. Bọn họ có thể ngồi ở đây là nhờ năng lực của mình, cho dù là anh Trương chịu trách nhiệm về thư viện ngồi ở đây thì bọn họ cũng không thèm nhìn, huống chi chỉ là một tên làm công ở trong thư viện, không đáng để bọn họ mở mồm. Này, người anh em, nếu cậu làm việc ở trong thư viện thì tôi khuyên cậu một câu. Đợi lát nữa đi tìm hiệu phó mộ uống hai chén, ông ta là người phụ trách bổ nhiệm nhân sự trong trường học chúng ta đi xin lỗi một tiếng, nịnh nọt hai câu thì nói không chừng hiệu phó ngô có thể nâng nâng cậu một chút. Người đàn ông ngồi kế bên đường Tuấn nói. Xin lỗi, ông ta cũng xứng, đường Tuấn để ly xuống, lạnh lùng nói. Vừa mới thoát ra, mấy người ngồi cũng bàn đã dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc mà nhìn anh. Ngô Thiên Hào người ta là một trong mấy vị phó hiệu trưởng của trường Đại học Vinh, chỉ cần một câu thôi là đã cắt đứt tất cả tương lai của nhiều người. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tên ngốc này xem, thật đúng là một cái đầu gỗ. Đúng là cái đầu ngu ngốc, cũng không biết người này làm sao có thể dụ dỗ được người đẹp như mộ dung lan. Không biết bị mù nặng cỡ nào mới có thể vừa ý cái tên này. Một cái ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu những người ngồi cùng bàn. Sau đó không có ai chủ động nói chuyện phiếm với đường Tuấn nữa mà quay qua nói mấy chuyện xảy ra gần đây ở trong thành phố Vinh. Đúng rồi, mấy người biết chuyện gì chưa, nghe nói cái biệt thự trên núi chỗ công viên xanh đã được Trần Bá Phước tóm lấy rồi. Bỗng nhiên có người nói, chương 200 thật hay giả. Mấy người khác nghe thấy, hứng thú lắng nghe, dù là Trần Bá Phước hay là biệt thự số một trong công viên xanh thì đối với bọn họ cũng là những tồn tại rất xa xôi, chỉ nghe chứ chưa bao giờ thấy qua. Thật hay giả, có người nghi ngờ nói. Đương nhiên là sự thật, hôm đó tôi đi tìm hiệu trưởng để ký một cái văn kiện, chính tai tôi nghe được hiệu trưởng lâm tán gẫu chuyện này ngày công viên xanh mở ra hiệu trưởng lâm cũng được mời tới lời ông ta nói chẳng lẽ còn có thể là giả sao ai chà nếu ngay cả hiệu trưởng mà còn nói như vậy thì đây chắc chắn là sự thật rồi hi hi nếu được đi qua công viên xanh một lần thì cuộc đời này quá đáng giá người đàn ông kế bên đường tuấn nói chuyện với vẻ mặt khát khao mong chờ xía vừa mới nói ra đã bị mấy tiếng xíu ụp đến trong mắt mỗi người toát ra ánh sáng chói lóa khát khao. Cho dù bọn họ có phấn đấu cả đời thì cũng không thể mua nổi một phần người của biệt thứ số một trong công viên xanh. Đường Tuấn nghe thấy âm thầm lắc đầu. Nếu để cho đám người này biết Trần Bá Phước tặng biệt thự kia cho anh thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Này, cậu bày cái mặt xem thường đó cho ai nhìn? Chẳng lẽ hiệu trưởng Lâm với Trần Bá Phước còn không vào được mắt ông lớn như cậu sao? Có người nhìn mặt của Đường Tuấn, hài hước hỏi mọi người nghe thế quay qua nhìn đường tuấn với vẻ mặt chế diễu ôi anh nói với cậu ta mấy thứ đó làm cái gì có lẽ tên nhóc này còn chưa gặp qua hiệu trưởng lâm bao giờ nói chi là trần bá phước với biệt thự green garden không chừng là nghe cũng chưa nghe qua bao giờ đâu cô gái trang điểm đậm che miệng cười nói vốn dĩ mấy người này không tính để ý đến đường tuấn chỉ thuận miệng mà diếu cợt hai câu để không khí sôi động một chút mà thôi ai biết bỗng nhiên đường tuấn lại nói ai nói tôi không nghe qua bao giờ tôi còn biết trần bá phước tặng biệt thự green garden cho ai mấy người đang nói chuyện phiếm đều có vẻ rất hứng thú với mấy lời đường tuấn nói cô gái trang điểm đậm thuận miệng châm biếm nói không phải cậu muốn nói là trần bá phước tặng biệt thự green garden cho cậu chứ đường tuấn còn nghiêm túc mà gật đầu nói đúng vậy trần bá phước đã tặng căn biệt thự kia cho tôi ha 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 vừa dứt lời nhóm người này đã phát ra một chàng cười to như là đã nghe được chuyện gì rất hài hước. May mắn là cái bàn này được đặt vừa vặn ở trong góc, hơn nữa lúc này thanh âm trong phòng cũng khá ổn cho nên không có bao nhiêu người chú ý tới chỗ này. Mọi người cười xong một chàng, người đàn ông bên cạnh đường Tuấn đã cười đến đau bụng, anh ta đỡ bả vai đường Tuấn nói, tôi nói này anh bạn hiền, cậu khoác lác rất lợi hại đấy. Ngay cả mấy lời này mà cũng dám nói, nói không chớp mắt như vậy ai mà làm được, tôi quá khâm phục quá khâm phục này mà còn kêu là lợi hại cái gì phải gọi là chúa khoác lác mới đúng trần bá phước tặng biệt thự green garden cho cậu bà đây là nhân tình mà trần bá phước bao nuôi đây này cô gái trang điểm đậm lộ ra vẻ mặt khinh thường những người khác cũng không đem lời đường tuấn để trong lòng đường tuấn cũng lười nói nữa bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra trần la sinh mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo đi vào đầu hơi hơi nâng dáng vẻ cao ngạo không ai bị nổi mà đi thẳng đến chỗ bàn chính. Ngoại trừ Ngô Thiên Hòa, Thẩm Dũng và Mộ Dung Lan ra thì toàn bộ những người khác ở bàn chính đều đứng lên, nịnh nọt mà hỏi thăm chào hỏi Trần La Sinh. Trần La Sinh chỉ thuận miệng trả lời còn ánh mắt thì nhìn chầm chầm vào Mộ Dung Lan. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 200.